Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2451. Nhưng Đàm Hồng lại không thèm liếc nhìn, mà tung ra đòn hiểm tiếp theo. Đây cũng đủ để thấy rõ, sự chênh lệch giữa đệ tử chân truyền của Thiên Sơn và những môn phái khác trong võ tông. Nhưng Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn kiếm khí, con rồng vàng lập tức hóa thành một màn sáng màu vàng, chắn lại trước người Tiêu Chính Văn. Cho dù kiếm khí Đàm Hồng đâm đến vô cùng mạnh, nhưng vừa đâm vào ánh sáng vàng thì biến mất không còn tung tích. Hừ, chút tài mọn, hãy xem càn khôn luân hồi của tao. Đàm Hồng cười khẩy, sau đó thay đổi tư thế kiếm, dưới chân và đỉnh đầu xuất hiện một hình thái cực âm dương cực lớn, xoay tròn rất nhanh. Nhìn hình thái cực âm dương dưới chân Đàm Hồng, Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt. Chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ đột nhiên bao phủ lên trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, khí tức chết chóc vô tận cứ như đổ xuống từ 9 tầng trời, ngay cả cây cối hoa cỏ xung quanh cũng khô héo ngay lập tức. Một vài đệ tử võ tông ở cảnh giới thấp, thậm chí đột quỵ ngay tại chỗ. Lập tức, ngay cả hư không cũng theo đó mà rung lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng lẽ đây chính là thực lực thật sự của cường giả cảnh giới thiên thần một sao? So sánh với cường giả cảnh giới thiên thần một sao trước kia, thực lực của Đàm Hồng thật sự không thể địch nổi. Khó trách đệ tử nhập môn của năm đại danh sơn từ trước đến nay đều không coi đệ tử tông môn khác ra gì, cho dù những cường giả cảnh giới thiên thần một sao trong các tông môn khác cũng không có cách nào so sánh với Đàm Hồng lúc này. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang bị bao phủ trong ánh sáng đỏ, thậm chí không hề tránh né, mà giơ tay lên, một tấm màn ánh sáng màu vàng phủ xuống ở cách đỉnh đầu 3 mét. Tấm màn ánh sáng giống như một tấm bình phong hấp thụ ánh sáng, hút ngay ánh sáng đỏ vào. Thấy cảnh tượng này, ngay cả Đàm Hồng cũng không thể không kính nể, nói quả nhiên mày không tầm thường. Đến tận bây giờ, người có thể tìm được đường sống từ cõi chết trước chiêu này của hắn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người đáp trả tự nhiên như Tiêu Chính Văn thì vẫn là lần đầu. Nếu còn không dùng thực lực thật nữa thì e rằng anh sẽ không có cơ hội đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đàm Hồng nghiến răng, đột nhiên vung thanh kiếm dài trong tay. Hình thái cực âm dương dưới chân lập tức biến mất, thay vào đó là 7 ngôi sao bắt đầu. Thanh kiếm dài trong tay hắn cũng hóa thành thanh kiếm lớn chọc trời trong nháy mắt, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Tất cả đòn tấn công từng đợt nối tiếp nhau lao về phía Tiêu Chính Văn giống như thủy triều mãnh liệt. Đây chính là điểm khác biệt của đệ tử danh sơn, chỉ cần bắt đầu ra tay, đòn tấn công sẽ liên miên không dứt. Chương 2452. Hơn nữa còn là hết đợt này đến đợt khác, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác. Thủ đoạn nhiều đến nỗi khiến người ta không kịp chớp mắt. Chỉ là không chờ Đàm Hồng ra tay lần nữa, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên càn quét đến. Thậm chí Đàm Hồng còn chưa kịp định thần lại, cả người đã bị luồng ánh sáng vàng này va chạm, đánh bay ra ngoài. Ngay lúc ánh sáng vàng va chạm với cơ thể hắn, một cơn đau như đâm kim sát muối đột nhiên ập đến. Đau đến nỗi Đàm Hồng suýt chút nữa nghẹt thở. Nếu như không phải độ bền bỉ của cơ thể hắn vượt xa cường giả cảnh giới thiên thần thông thường thì cú va chạm này có thể sẽ khiến cơ thể hắn tan tác. Anh yếu quá nhỉ, chẳng lẽ ngay cả kiến thức cơ bản về đánh đấm và phòng vệ thông thường cũng không biết. Tiêu Chính Văn cười nhạt, ánh mắt lạnh tanh, nhìn về phía Đàm Hồng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Thật ra cũng không phải Đàm Hồng quá sơ suất, mà là từ khi hai bên giao đấu. Tiêu Chính Văn vẫn luôn phòng thủ, còn Đàm Hồng vẫn luôn chiếm thế chủ động tuyệt đối. Trong tình thế đó, ai ngờ Tiêu Chính Văn vẫn còn con át chủ bài khác. Hơn nữa, nếu so sánh kinh nghiệm chiến đấu, gộp 10 Đàm Hồng lại, cũng không thể so với Tiêu Chính Văn. Nhớ năm đó, Tiêu Chính Văn ở Bắc Lương đã trải qua hàng vạn trận đấu. Chỉ tính riêng số lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm cũng không dưới nghìn lần, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiêu Chính Văn cũng có thể nắm chặt thời cơ chiến đấu một cách chính xác, điều này, Đàm Hồng căn bản không thể nào sánh bằng. Mày dám sỉ nhục tao? Đàm Hồng phun ra một ngụm máu, trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Thanh niên trẻ hoa quốc, ai dám khinh thường hắn như vậy chứ? Vừa nãy chẳng qua hắn chỉ nhất thời lơ là thôi, hơn nữa, từ lúc bắt đầu, khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn mãi ở thế phòng ngự thì hắn đã biết người này chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Theo hắn thấy, bị Tiêu Chính Văn chiếm ưu thế cũng chẳng sao cả. Chỉ cần bản thân để ý hơn, dưới đòn tấn công liên tục như bức tường gió thổi không lọt,
giết chết Tiêu Chính Văn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này, môn chủ Thiên Thanh Môn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Chính Văn cũng không phải không là đối thủ của Đàm Hồng, sở dĩ anh chọn một mực phòng thủ, chẳng qua là rình mò tuyệt chiêu của Thiên Sơn mà thôi. Nếu Đàm Hồng không thể ra đòn liền một mạch, đánh bại Tiêu Chính Văn thì điều chờ đợi hắn sẽ là sự tấn công như bão táp mưa rào. Sư phụ, sao sư phụ lại lắc đầu? Lẽ nào Đàm Hồng sẽ thua trong tay tên nhóc này sao? Một đệ tử của Thiên Thanh Môn nhỏ giọng hỏi. Đàm Hồng là ai chứ? Hắn không chỉ là người xuất sắc của Thiên Sơn, hơn nữa trong toàn bộ những người trẻ tuổi đồng trang lứa của Hoa Quốc, chắc chắn là thiên tài hàng đầu. Trong năm đại danh Sơn, người có thể đặt trên cùng một bàn cân với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chương 2453. Tiêu Chính Văn lại là một nhân vật nhỏ bé chưa nghe ai nhắc đến, nếu anh không đánh một trận với Đàm Hồng thì ai biết được sự tồn tại của anh. Chỉ có hai con đường bày ra trước mặt hắn, một là cố gắng nhanh chóng đột phá, hoặc ngay sau đó đột phá cảnh giới, dùng thực lực cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, để chèn ép đối phương. Một con đường khác, là dựa vào thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khống chế đối phương hoàn toàn, nhưng cơ hội không lớn. Môn chủ của Thiên Thanh Môn nhìn thấy rất rõ ràng. Trông Tiêu Chính Văn như bị động, thật ra vẫn luôn rất nhàn nhã, cản bản không hề căng thẳng chút nào. Môn chủ Chu xem thường Đàm Hồng quá, dù sao hắn cũng là con cưng của trời, được Thiên Sơn tập trung bồi dưỡng, lại ở ẩn nhiều năm, và lại, từ ban đầu, đã chèn ép đối phương, sao có thể thua được chứ? Một ông lão bên cạnh chậm rãi nói. Ông lão vừa dứt lời, môn chủ Chu không khỏi khiếp sợ thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ... Vừa rồi Đàm Hồng chỉ cố ý lộ ra một sơ hở cho Tiêu Chính Văn. Sau đó, mượn đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, phá vỡ những ràng buộc để phá vỡ cảnh giới, đột phá đến cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Phương thức đột phá này vô cùng hiếm hoi, nhưng không có nghĩa trong lịch sử chưa ai đột phá thành công nhờ phương thức này. Chỉ có điều, đột phá trong lúc chiến đấu có tính nguy hiểm cực kỳ cao, cần phải có người bên cạnh bảo vệ mới được. Hôm nay là sân nhà của Thiên Sơn. Đàm Hồng hiển nhiên không cần phải lo lắng những điều này. Nói đi nói lại, đột phá trong lúc chiến đấu, có nguy hiểm cao, cũng sẽ mang đến nhiều ích lợi y. So với một người đột phá bình thường mà nói, đột phá trong lúc chiến đấu, không chỉ sau khi đột phá, thực lực mạnh hơn một cấp bậc. Đáng sợ hơn là sau khi đột phá trong lúc chiến đấu, trong một thời gian ngắn, có thể nắm trong tay sức lực của đất trời một phương. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian nào đó, Đàm Hồng là chúa tể một phương trời. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Đàm Hồng lau máu trên khóe miệng, cười khẩy nói, thằng nhóc, mày thật sự rất không tầm thường, nhưng đáng tiếc, mày đã trúng kế rồi. Cường giả cảnh giới thiên thần, còn có một phương thức đột phá không ai biết được, đó là đột phá trong lúc chiến đấu. Kiểu người chưa từng thấy chuyện đời người như mày, vĩnh viễn không thể nào hiểu được điểm đáng sợ của việc đột phá cảnh giới trong lúc chiến đấu. Tiêu Chính Văn nhìn Đàm Hồng với vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu, nói, đột phá. Được, thật ra lúc Tiêu Chính Văn vẫn còn ở cảnh giới thiên vương cũng đã biết điểm huyền diệu của đột phá trong lúc chiến đấu. Hơn nữa, mấy lần liên tiếp, Tiêu Chính Văn đều bất thình lình đột phá cảnh giới, trong tình huống vô cùng nguy cấp. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý để Đàm Hồng đột phá cảnh giới trong lúc chiến đấu, tất cả mọi người bên dưới đều hết sức kinh ngạc. Nhất là hai bố con Chu Lâm Lâm càng thêm ngạc nhiên. Anh Tiêu, tuyệt đối đừng để hắn đột phá cảnh giới trong lúc chiến đấu. Lúc này Chu Lâm Lâm cũng sốt ruột. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2454. Đến lúc đó, không nói đến việc Đàm Hồng chèn ép Tiêu Chính Văn về cảnh giới, mà hắn còn có thể mượn sự trợ giúp từ sức lực của trời đất, giết chết Tiêu Chính Văn. Trong tình cảnh bất lợi như thế, bất kỳ ai cũng không thể tìm được đường sống từ chỗ chết. Dẫu sao mỗi một cảnh giới nhỏ của cảnh giới thiên thần, đều có khác biệt một trời một vực. Để hắn đột phá, trái lại tôi muốn xem thử, sau khi hắn đột phá, sẽ có gì khác biệt. Tiêu Chính Văn bình tĩnh, nhìn về phía Đàm Hồng. Có gì khác biệt ư? Đến lúc đó, mày sẽ chết không có chỗ chôn. Đàm Hồng cười nhạt nói. Giờ phút này, những người lúc trước đã có phần coi trọng Tiêu Chính Văn. Cũng không khỏi lũ lượt lắc đầu, dù sao Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa không có điểm tựa là tông môn và danh sơn, rất nhiều chuyện, anh hoàn toàn không hiểu rõ.
Một khi Đàm Hồng đột phá thuận lợi, điều chờ đợi anh chỉ có cái chết vô tình. Ngay cả môn chủ Thiên Thanh vốn vẫn luôn quan tâm đến Tiêu Chính Văn cũng không khỏi lắc đầu. Hai, vốn tưởng rằng, cậu thanh niên này có lẽ sẽ thay đổi được một chút, nhưng mà, không còn hy vọng rồi. Cậu ta vốn chẳng biết đến sự chênh lệch giữa cảnh giới thiên thần một sao và cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Cảnh giới thiên thần một sao chẳng qua cũng chỉ mới mở ra một cánh cửa để đi lên tầng trên mà thôi. Mà cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao mới là người thật sự có thể nắm giữ một phần sức mạnh đất trời, cũng là người mà không ai có thể so sánh được, đến lúc đó, cậu ta cũng chỉ có thể để mặc cho Đàm Hồng đánh giết. Mấy vị môn chủ bên cạnh cũng rối rít gật đầu, đúng là như vậy, hai cảnh giới này chênh lệch quá lớn. Mà lúc này, điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Chính Văn lại khoanh tay đứng nhìn Đàm Hồng đột phá. Ôi, ông chủ Tiêu này của con cũng quá chủ quan rồi. Một khi Đàm Hồng đột phá thành công, thì cậu ta làm gì còn đường sống nữa. Sức mạnh của hai người vốn không cùng một đẳng cấp. Giờ phút này, lòng Chu Hạo Nhiên nóng như lửa đốt. Chỉ có thể tiếc nuối ông ta bây giờ vẫn không thể chạm được đến cảnh giới thiên thần, cho nên dù muốn giúp đỡ cũng không có tư cách. Mắt thấy tia hy vọng cuối cùng cũng sắp tan biến chỉ bởi sự khinh địch của Tiêu Chính Văn, lúc này Chu Hạo Nhiên như bị đốt thành cho bụi. Bố à, có lẽ là... Ông chủ Tiêu anh ấy, trên thế giới này không có nếu như. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là không. Chu Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa, rõ ràng là Tiêu Chính Văn đang tặng điểm kinh nghiệm cho Đàm Hồng, chứ dù có nắm chắc đi nữa thì cũng không thể đứng nhìn đối thủ đột phá trước mặt mình như vậy được. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nghe thấy lời Chu Hạo Nhiên nói xong thì lạnh lùng cười nói, cậu ta không khinh địch, ông không nghĩ thử xem nơi này là nơi nào. Phái Thiên Sơn có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn cậu ta chằm chằm. Chương 2455. Cho dù cậu ta muốn phá vỡ đột phá của Đàm Hồng thì cũng phải hỏi xem người của Phái Thiên Sơn có đồng ý hay không. Đến lúc đó, không những không có cách nào ngăn cản Đàm Hồng đột phá, ngược lại còn bị một đám cao thủ của Phái Thiên Sơn bao vây, vậy chẳng phải chết còn thảm hơn sao? Mọi người xung quanh cũng nhốn nháo cho là đúng. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, hành động này của Tiêu Chính Văn là do bất đắc dĩ. Lúc này, khi khí tức của Đàm Hồng đột nhiên dâng cao một khoảng lớn, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vòng xoáy đỏ thẫm. Có một lực hút dường như muốn hút hết tất cả không khí, thậm chí đến mỗi một phân tử trong hư không, mỗi một hạt bụi đều muốn hút hết vào cơ thể Đàm Hồng. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên cao. Hư không tựa như đang gợn thành sóng nước, hơi rung động. Trong phút chốc, một nguồn sức mạnh hùng vĩ như núi lớn phóng ra từ cơ thể Đàm Hồng. Mà hướng bắn của nguồn sức mạnh này lại chọc thủng tận trời. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Sơn xuất hiện động đất nhỏ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng đất đai dưới chân mình đang rung chuyển, đá vụn trên núi cũng lăn xuống dọc theo vách núi. Lúc này, trên Thiên Sơn, một ông cụ ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng đỏ rực trên trời, giọng điệu trầm xuống, Đàm Hồng lại đột phá. Hẳn là cậu ta, trừ cậu ta ra, trong số đám trẻ đồng lứa của Thiên Sơn chúng ta hình như không còn ai có thể đạt đến cảnh giới đó. Lạc Trường Sinh chắp tay sau lưng, nói với vẻ sâu xa. Cổ Thiên Đức bên cạnh lại nhíu mày, chẳng lẽ là Đàm Hồng gặp phải đối thủ mạnh rồi. Với thực lực bây giờ của Đàm Hồng, cho dù không đột phá thì cũng có thể đánh bại hết tất cả những người ở đây. Hơn nữa, mấy chuyện đột phá như này thường thì càng bí mật càng tốt. Làm gì có chuyện đột phá ngay trước mặt thiên hạ như vậy? Hừ, có vẻ như cậu ta đè nén lâu lắm rồi. Hai, dù sao cũng còn trẻ quá mà, chỉ biết coi trọng mấy thứ hư danh kia thôi. Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta là thanh niên hàng đầu trong đám người đồng lứa thì làm sao? Trên mặt Lạc Trường Sinh tràn đầy thất vọng, gã lắc đầu. Mà lúc này, trên người Đàm Hồng phát ra một luồng sáng mờ. Luồng sáng kia thậm chí còn mạnh hơn ánh mặt trời. Cùng lúc đó, trong cơ thể Đàm Hồng dường như cũng có một nguồn sức mạnh đang muốn bung ra. Ầm ầm ầm, từng trận sấm rền vang lên, dường như cả đất và trời, cả không khí nơi đây đều như đang run rẩy. Trên mặt đất xuất hiện từng vết rách sâu mấy mét, các môn chủ và tông chủ đều bày trận pháp theo bản năng bảo vệ cho quan môn đệ tử của mình. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh như phá núi lật biển đột ngột bùng nổ, đám người Chu Lâm Lâm bị nguồn sức mạnh này hất bay ra ngoài. Giờ phút này, Đàm Hồng đã đi đến thời khắc mấu chốt của đột phá,
chỉ cần Tiêu Chính Văn biết nắm bắt cơ hội để ra tay thì cho dù không giết được Đàm Hồng chỉ trong một nhát cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Ông chủ Tiêu, nhanh lên, không thể đợi đến khi hắn đột phá xong. Việc đầu tiên Chu Lâm Lâm làm sau khi bò dậy khỏi mặt đất là hét toáng lên về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn bình chân như vậy, cứ lẳng lặng nhìn Đàm Hồng. Khí tức của Đàm Hồng hoàn toàn bùng nổ, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy có gió quất tới, đất trời đổi màu. Lúc này, Đàm Hồng chậm rãi mở hai mắt. Chương 2456. Trong đôi mắt hắn là sao trời bay múa, tựa như lột xác thành một người khác, đôi mắt ngời sáng. Mà da thịt hắn cũng càng thêm trắng mềm, thậm chí chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến nó hòa tan hoàn toàn vào hư không. Sự khác biệt giữa cảnh giới thiên thần một sao và cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao là năng lực cảm ứng vạn vật và năng lực thông hiểu đất trời. Có thể nói, loại năng lực này, cảnh giới thiên thần một sao chỉ có thể ngắm chứ vĩnh viễn không thể nào so sánh nổi. Thằng kia, tao không thể không nói, mày rất dũng cảm, nhưng nếu tao là mày thì chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn kẻ địch đột phá. Cho dù biết là không thể phá vỡ nhưng cũng phải mạo hiểm thử một lần. Nhưng rất tiếc là mày không có cơ hội đó. Giọng nói của Đàm Hồng như truyền tới từ 9 tầng mây, lanh lảnh như âm thanh của thiên nhiên. Khoảnh khắc hắn đứng dậy lại giống như được thiên thần nhập vào cơ thể, một nguồn uy lực thần thánh vô song ập xuống. Lúc này, hắn càng có cảm giác khinh thường chúng sinh. Ở trước mặt hắn, Tiêu Chính Văn bé nhỏ vô cùng, thậm chí hắn còn cảm thấy, chỉ cần mình nhúc nhích ngón tay cũng đủ để nghiến Tiêu Chính Văn thành bột phấn. Anh đột phá rồi à? Tiêu Chính Văn nhìn Đàm Hồng cười khẩy, không thèm quan tâm. Không sai, Đàm Hồng mỉm cười gật đầu, nhưng tao sẽ không nể tình nương tay với mày, mày dám bất kính với Thiên Sơn thì mày đáng chết. Trong lúc nói chuyện, Đàm Hồng phất tay, dường như chỉ một cái phất này cũng khiến cho không khí trong trời đất đều bị hắn hút khô. Trong lòng tất cả mọi người đột nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi mãnh liệt, đó là sự sợ hãi toát ra từ sâu trong linh hồn. Sao nào? Mày không ngờ phải không, ha ha ha. Đàm Hồng ngửa mặt cười phá lên, vô cùng đắc ý. Trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn không hề biết giữa mỗi một cảnh giới thiên thần sẽ chênh lệch nhiều đến mức nào. Hắn bây giờ cứ như một người trưởng thành đang đánh một đứa nít danh 3 tuổi. Chỉ cần hắn muốn thì có thể dùng một quyền kết thúc tính mạng Tiêu Chính Văn bất cứ lúc nào. Chênh lệch lớn lắm à, tôi đâu có thấy thế. Một con heo có tăng thêm 5.000 ký thành con heo khổng lồ thì nó vẫn chỉ là con heo, vĩnh viễn không thể biến thành một con hổ dữ được. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa xuất hiện trước mặt Đàm Hồng như ánh điện. Anh giơ tay lên, đánh một chưởng lên đỉnh đầu Đàm Hồng. Chát, Đàm Hồng giơ tay lên đỡ theo bản năng, nhưng tay hắn vừa mới chạm đến tay Tiêu Chính Văn thì lại như đụng phải một ngọn núi nhỏ, bị bắn trở lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Chính Văn đánh một chưởng lên ngực Đàm Hồng, thậm chí Đàm Hồng còn chưa kịp phản kháng đã ngã xuống đất. Rầm, theo tiếng vang lớn vang lên, trên sàn đấu võ xuất hiện một cái hố lớn hình người sâu mấy mét. Thấy cảnh tượng này, toàn bộ người trong hội trường, hàng vạn con mắt đều trừng lớn như chuông đồng. Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng suýt xoa. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng Đàm Hồng bị đánh ngã sóng xoài xuống đất, ai nấy đều nín thở. Chương 2457. Một lúc sau, Chu Hạo Nhiên mới hoàn hồn lại từ trong sự chấn động, đờ đẫn nhìn Tiêu Chính Văn, nói với vẻ mặt không dám tin, chuyện này sao có thể? Từ mấy trăm năm trước, nhà họ Chu đã là thế gia võ thuật. Hơn nữa trước đây cũng từng xuất hiện mấy cường giả ở cảnh giới thiên thần, Chu Hạo Nhiên hiểu rất rõ cách biệt giữa mỗi tầng cảnh giới của cảnh giới thiên thần. Theo lý thường mà nói, sau khi Đàm Hồng đột phá, tuyệt đối không thể yếu hơn trước mới đúng. Chu Lâm Lâm cũng chấn động tới độ không thốt nổi nên lời. Ban nãy Tiêu Chính Văn để mặc cho đối phương đột phá, sau đó lại vô tình áp chế đối phương. Sự chấn động tâm lý này rõ ràng khiến cho người ta nhất thời chẳng thể chấp nhận nổi. Phải biết rằng bây giờ Đàm Hồng đã cao hơn một bậc cảnh giới so với Tiêu Chính Văn. Mà Đàm Hồng đã sử dụng hết thủ đoạn, còn Tiêu Chính Văn lại chỉ dùng tay không. Ban nãy chẳng qua cũng rất tùy ý tát Đàm Hồng một cái mà thôi. Lúc này, ngay cả người của Thiên Sơn cũng đứng bật dậy ngay lập tức. Đừng nói là mấy anh em của Đàm Hồng ngây ngẩn, ngay cả Đàm Hồng cũng sững sờ. Rõ ràng hắn đã đột phá lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, thực lực cao hơn rất nhiều so với khi trước,
sao có thể bị Tiêu Chính Văn đánh bại chỉ với một đòn chứ? Thằng danh, mày chết đi cho tao. Đàm Hồng đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ, đôi mắt phun ra lửa, nhảy từ trong hố ra ngoài. Khí tức khắp người đã trở nên điên cuồng tới cực điểm. Hơn nữa, đây không phải là kết cục trong tưởng tượng của hắn. Trong ý thức của hắn, sau khi bản thân đột phá sẽ có thể tùy ý hành hạ Tiêu Chính Văn giống như ông già trêu đùa trẻ con. Thậm chí sau khi hắn đè Tiêu Chính Văn lên đất và hành hạ một phen thì sẽ kết liễu luôn sinh mạng của anh. Thế nhưng kết quả lại là đối phương cười híp mắt nhìn hắn đột phá thành công, sau đó lại tát cho hắn một cái ngã lăn ra đất. Thật sự thì tính sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục lại không hề nhỏ. Hắn thân là thiên tài hàng đầu Thiên Sơn, nào có thể chịu đựng được nỗi sỉ nhục lớn tới vậy. Lúc hắn vừa mới đứng dậy, vẫn còn chưa kịp ra tay với Tiêu Chính Văn, chỉ thấy một cái tát lớn như quạt hương bổ lại giáng mạnh xuống mặt hắn thêm lần nữa. Bốp, Đàm Hồng lại bị Tiêu Chính Văn tát văng ra thêm lần nữa. Chỉ là lần này mặt của Đàm Hồng đã bị tát lệch cả ra, mấu xương đâm xuyên qua da lòi hẳn ra ngoài, thoạt nhìn trông càng thêm nanh ác và khủng bố. Không đợi Đàm Hồng đứng dậy, một bên chân của Tiêu Chính Văn đã dẫm lên trên chân của Đàm Hồng. Rắc, âm thanh xương gãy nát vang lên giòn tan, những người đứng dưới nghe thấy mà cảm thấy da đầu phát tê. A, Đàm Hồng lập tức rú lên đầy thảm thiết, cơ thể từ trên đất bắn thẳng lên cao hơn 1 mét. Chương 2458. Tao phải giết, Đàm Hồng quay người lại, đang định chửi rủa, thế nhưng làm gì có chuyện Tiêu Chính Văn cho hắn cơ hội đấy, một chân lại đạp lên trên lưng Đàm Hồng. Ngay sau đó, chân khẽ dùng lực, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Tiếp đó, cả người Đàm Hồng giống như một con tôm to oằn ra phía sau, há to miệng nhưng ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra nổi. Sao nào, mày vẫn chưa thấy đã à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đàm Hồng đang đau tới độ khắp đầu toàn là mồ hôi lạnh. Cú đạp ban nãy đã khiến cho Đàm Hồng trở thành một kẻ tàn phế. Dù là cường giả ở cảnh giới thiên thần, xương sống bị người ta giẫm gãy rồi thì cũng đừng mong bình phục được. Lúc này, Đàm Hồng chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau đớn thấu tim không ngừng truyền tới từ trên chân và lưng. Còn về tất cả những thứ xung quanh thì hắn đã mất đi năng lực cảm nhận từ lâu. Thậm chí ngay cả việc Tiêu Chính Văn nói cái gì, hắn căn bản cũng không nghe rõ nữa. Tất cả mọi người đều nín thở quan sát cảnh tượng này. Đàm Hồng bị phế rồi. Môn chủ của Thiên Thanh Môn hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn chăm chăm. Phế bỏ Đàm Hồng thiên tài của Thiên Sơn ngay trên địa bàn của Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn đang muốn chết hay gì? Chu Hạo Nhiên liên tục nuốt nước miếng, đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ riêng việc ra tay phế bỏ đệ tử chân truyền của Thiên Sơn đã đủ để thấy dũng khí và khí thế hùng hồn của Tiêu Chính Văn. Dù là trong số 5 đại danh Sơn, bất cứ đệ tử nào khác của danh Sơn cũng tuyệt đối không dám ra tay thâm độc như thế với Đàm Hồng. Nghĩ kỹ thì nhà họ Chu chỉ giết cháu của trưởng lão Vân Kiếm Các đã gây nên tai họa bị giết chết cả nhà. Mà Tiêu Chính lại thẳng thừng phế bỏ đệ tử chân truyền mà Thiên Sơn đã tận lực bồi dưỡng gần 20 năm trời. Lại dám giết sư huynh của tao. Tao phải giết chết mày. Trên khán đài của Thiên Sơn, một bóng người giống như mũi tên bắn khỏi cánh cung cứ thế lao thẳng về phía Chu Lâm Lâm. Chưa đợi Chu Lâm Lâm hoàn hồn trở lại, người đó đã bóp chặt lấy cổ của Chu Lâm Lâm. Đối phương ít nhất cũng có thực lực ở cảnh giới thiên vương cấp long 5 sao, Chu Lâm Lâm ở trong tay hắn căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Thằng danh, tao cảnh cáo mày, dám động tới sư huynh của tao nữa thì tao sẽ giết chết nó. Tên đệ tử đó của Thiên Sơn trợn trừng mắt, nghiến răng gầm lên. Tiêu Chính Văn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía tên đệ tử của Thiên Sơn kia, mày dám động vào một cọng lông của cô ấy thì tao sẽ bắt cả nhà mày phải đi chết theo. Nghe thấy lời này, mọi người đều trợn mắt há mồm. Mày nói cái gì? Chương 2459. Đệ tử của Thiên Sơn nuốt nước bọt, không dám tin hỏi. Hắn là đệ tử của Thiên Sơn, trước giờ đều là hắn giết sạch cả nhà người khác, bây giờ Tiêu Chính Văn lại uy hiếp hắn, lại còn dám giết hết cả nhà hắn luôn. Cô ấy mà có chút tổn hại gì, không chỉ có mày bị giết hết cả nhà, tao bảo đảm tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong Thiên Sơn chúng mày đều sẽ bị giết hết cả nhà. Bao gồm cả nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa sải bước tiến về phía đệ tử kia của Thiên Sơn. Khí tức khắp người Tiêu Chính Văn hừng hực như thiên thần hạ thế.
Đệ tử kia của Thiên Sơn đờ đẫn nhìn Tiêu Chính Văn bước về phía mình, trên trán hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Ban nãy không phải Tiêu Chính Văn đang uy hiếp hắn mà đang uy hiếp cả Thiên Sơn. Vào lúc tên đệ tử Thiên Sơn đó đang định mở miệng, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ một tay lên, một tia sáng giống như mũi tên lóe lên, không để cho tên đệ tử Thiên Sơn đó hoàn hồn trở lại đã xuyên thẳng qua trán của hắn. Phập, một cái xác cứ thế ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn lại quay đầu nhìn về phía người chủ quản của Thiên Sơn, cười lạnh lùng nói, không phải mày nói mọi người đều không cần che giấu hay sao? Giờ tao cũng muốn lĩnh giáo kiến thức bị thất truyền của Thiên Sơn chúng mày một chút. Mày muốn làm gì? Tao không đánh với mày. Chủ quản kia sợ tới độ mặt cắt không còn giọt máu, quay người muốn bỏ chạy. Thế nhưng hắn đâu thể chạy thoát được. Không để cho hắn chạy được hai bước, một tia sáng màu bạc đã xuyên thẳng qua ngực của hắn. Con dao quân đội năm cạnh. Khi tia sáng màu bạc kia bay trở lại tay Tiêu Chính Văn với một độ cong không thể tin nổi, tất cả mọi người đều nhìn rõ con dao quân đội năm cạnh đó. Mọi người sợ tới độ không thốt nổi nên lời. Ai mà chẳng biết vũ khí cấp thần này chứ? Đó là binh khí nổi tiếng của vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, chỉ cần con dao quân đội năm cạnh xuất hiện thì vua Bắc Lương sẽ hiện thân. Vua Bắc Lương, không biết bao nhiêu người đã quên mất ba chữ này từ lâu. Thế nhưng khi con dao quân đội năm cạnh xuất hiện thêm lần nữa và điên cuồng đâm xuyên qua đầu của đám đệ tử Thiên Sơn, nỗi khiếp sợ ẩn giấu không biết bao nhiêu năm qua trong lòng mỗi người lại bị đánh thức thêm lần nữa. Lúc này, Lý Tiểu Phi trong đám người sớm đã sợ đến mức tiểu cả ra quần. Thế nhưng hắn vẫn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị một lực mạnh trực tiếp hút vào. Cứu mạng với. Lý Tiểu Phi thất thanh gào lên giống như mất hồn. Chương 2460. Thế nhưng một giây sau, một tia sáng màu bạc đã biến hắn thành một đống thịt vụn. Đám người nhà họ Lý vừa mới đứng dậy, thậm chí ngay cả một câu vẫn chưa kịp thốt ra, một tia sáng màu bạc mang theo cái đuôi ánh sáng rất dài đã xuyên thẳng qua cơ thể mỗi người. Phụp, tất cả đâm người nhà họ Lý hóa thành thịt vụn chỉ trong nháy mắt rồi rơi thẳng xuống đất. Lúc này, cả hội trường lặng ngắt như tờ. Kiểu chém giết quyết đoán như vậy cũng chỉ có vua Bắc Lương mới có thể làm được mà thôi. Sao thế, không phải mấy người đều muốn lên sàn đấu một trận hay sao? Còn ai muốn lên đây thử sức nữa không? Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, lạnh lùng chất vấn. Thử sức, có ai còn dám lên tiếng nữa đây? Tôi thay mặt nhân dân Hoa Quốc thông báo cho năm đại danh sơn mấy người và cả võ tông. Ai còn dám xem mạng người như cỏ rác? Không tuân thủ quốc pháp thì mấy người cũng sẽ có kết cục y như vậy. Giọng nói của Tiêu Chính Văn giống như tiếng sấm, anh đưa mắt liếc nhìn khắp xung quanh. Giọng nói Tiêu Chính Văn vang vọng rất lâu trong hội trường, nhưng không ai dám phát ra một chút âm thanh nghi ngờ nào. Lúc này, cuối cùng Đàm Hồng cũng tỉnh táo lại, giờ hắn mới biết mình phải đối mặt với sự tồn tại kinh khủng thế nào. Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, người đàn ông từng bất khả chiến bại. Người đàn ông bị năm đại danh sơn chửi rủa dèm pha. Người đàn ông sát phạt mười mấy vị cường giả bên ngoài lãnh thổ. Vua Bắc Lương, tôi biết lỗi rồi, tôi không muốn chết, cầu xin anh nể tình chúng ta đều là con dân Hoa Quốc, xin anh tha cho tôi. Trước sinh mệnh và thể diện, Đàm Hồng đã đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất. Người chết thì làm gì còn thể diện để nói nữa. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Đàm Hồng, lạnh nhạt nói, anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải vua Bắc Lương mà chỉ là một người dân Hoa Quốc bình thường thôi. Tôi biết, anh rất không cam lòng, anh cũng không muốn chết, anh biết sinh mệnh đáng quý nhường nào mà, đúng không? Giọng nói của Tiêu Chính Văn không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người. Đàm Hồng gật đầu như dã tỏi, khổ sở cầu xin, đúng, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ. Tiêu Chính Văn gật khẽ, nói, đúng vậy, anh không muốn chết. Nhưng mà... Nói đến đây, Tiêu Chính Văn đột nhiên trợn trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Đàm Hồng, những người dân bị võ tông các người tàn sát là do họ muốn chết phải không? Bọn họ không trẻ tuổi sao? Hôm nay, tất cả người võ tông đều làm chứng, nếu còn bất kỳ võ tông nào có gan dám ước hiếp dân thường, thì kết quả của hắn chính là của mấy người. Chương 2461. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa nhấc chân dẫm mạnh lên chân Đàm Hồng. Rắc rắc. Mỗi lần gót giày da của Tiêu Chính Văn dẫm xuống là mỗi tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Mọi người nghe thấy đều tê hết cả đầu. Tàn bạo, quá tàn bạo, chẳng mấy chốc,
Đàm Hồng đã biến thành một đống thịt vụn, quằn quại trên mặt đất. Đùng, sau khi Tiêu Chính Văn dẫm xuống cú cuối cùng, cơ thể Đàm Hồng chợt nổ tung trong chớp mắt, vô số thịt vụn bắn tung tóe lên mặt mũi những người xung quanh. Đám người kia sợ đến mức cơ thể cứng ngắc, không được khinh nhờn pháp luật Hoa Quốc, không được chà đạp con dân Hoa Quốc. Dứt lời, Tiêu Chính Văn kéo hai bố con Chu Lâm Lâm đi thẳng ra khỏi đó. Đám môn chủ võ tông nhốn nháo đứng dậy, chủ động dạt ra thành một bức tường người, để lại một lối đi. Nhóm ba người Tiêu Chính Văn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ngang qua bọn họ. Mọi người cúi đầu thấp nhất có thể, thậm chí không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Chu Lâm Lâm vẫn đi theo Tiêu Chính Văn nhưng trên mặt vẫn chưa hết vẻ ngơ ngơ ngác ngác. Còn vị đệ tử Thiên Sơn bên cạnh lại oán hận nhìn Trương Lăng Phong nói, cậu chủ Trương, anh, sao anh không giúp? Đám người Thiên Sơn đều đưa mắt nhìn lại, nhà họ Trương và Thiên Sơn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nếu Trương Lăng Phong liên thủ với Đàm Hồng, hai vị cường giả cảnh giới thiên thần một sao cùng nhau chém giết Tiêu Chính Văn, thì Đàm Hồng cũng sẽ không chết. Thế nhưng Trương Lăng Phong lại nhìn vết máu trên đất, chắc nịch nói, chuyện của Thiên Sơn không liên quan đến nhà họ Trương tôi. Nói xong, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, vội vàng dẫn hai gã bảo vệ bước nhanh ra khỏi hội trường. Giúp đỡ, muốn chết hả? Trương Lăng Phong chắc chắn rằng, chỉ cần hắn dám nhúc nhích, trên sân đấu võ sẽ có thêm một bãi thịt nát nữa. Hắn được lĩnh giáo sự sát phạt quả quyết của Tiêu Chính Văn từ lâu rồi. Ra mặt vì Thiên Sơn, hắn đâu có ngu, đến tận khi đã ngồi trong xe trở về Sơn Thành, Chu Lâm Lâm mới sực tỉnh khỏi nỗi chấn động. Anh Tiêu à, Thiên Sơn nhất định sẽ trả thù anh đấy. Trên mặt Chu Lâm Lâm tràn đầy âu lo. Chương 2462. Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, nếu không phải còn vài vấn đề mà tôi chưa hiểu rõ thì hôm nay làm gì còn Thiên Sơn nào nữa. Tiêu Chính Văn vẫn còn mơ hồ về mấy chuyện liên quan tới nguyên khí. Tuy bây giờ anh có thể sử dụng nguyên khí theo ý mình nhưng sự hiểu biết về nguyên khí chỉ mới dừng lại ở mức độ nông cạn. Ban nãy đánh một trận với Đàm Hồng càng khiến anh cảm nhận được sự mạnh mẽ của nguyên khí, cho dù trận pháp và chiêu thức của đối phương có huyền diệu đến mức nào chăng nữa, thì trước mặt nguyên khí cũng chỉ như một đứa nhóc 3 tuổi, không chịu nổi một đòn. Vì vậy, Tiêu Chính Văn mới nảy sinh hứng thú sâu đậm với sự ảo diệu của nguyên khí. Ít nhất là trước khi hiểu rõ được nguyên khí thì Tiêu Chính Văn sẽ không rời khỏi Sơn Thành. Hơn nữa, sau khi linh khí hồi phục, những cường giả chân chính ngoài lãnh thổ kia cũng sẽ trở về, với thực lực bây giờ của Tiêu Chính Văn vốn không cách nào chống lại được. Cho dù là Hạo Nhiên thì cũng không phải là điều mà Tiêu Chính Văn bây giờ có thể so sánh được. Vì vậy, nếu như muốn bảo vệ Hoa Quốc, bảo vệ mỗi một người mình muốn bảo vệ thì nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh Tiêu, anh là vua Bắc Lương à? Chu Lâm Lâm đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Tiêu Chính Văn hơi sững sờ, dửng dưng cười nói, tôi có phải vua Bắc Lương hay không thì quan trọng lắm sao? Cho dù là vua Bắc Lương đi nữa thì cũng chỉ là một thành viên của Hoa Quốc thôi, có gì khác với muôn dân trăm họ ư? Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chính Văn, Chu Lâm Lâm như đã nhận ra điều gì, nhưng cô ấy chỉ gật đầu rồi thôi, không hỏi tiếp nữa. Có một số việc, không cần phải nói quá rõ. Cậu Tiêu à, cho dù Thiên Sơn không dám trả thù cậu trực tiếp thì cũng sẽ trả thù người bên cạnh cậu, cho nên, cậu Tiêu phải đề phòng cẩn thận đấy. Chu Hạo Nhiên cũng có ý tốt nhắc nhở. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói ít nhất là bây giờ Thiên Sơn không có năng lực để trả thù. Cho dù bọn họ có mượn được 10 cái lá gan đi nữa cũng không dám ra tay. Chu Hạo Nhiên không khỏi gật đầu lia lịa khi thấy sự tự tin và kiên định của Tiêu Chính Văn. Với sức mạnh đáng gờm như Tiêu Chính Văn, không danh sơn nào có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Dù sao thì cường giả bên ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về hết. Bây giờ cũng chỉ là khoảng thời gian để các đại danh sơn tích lũy sức mạnh, ai tổn thất nhiều thì sẽ bị thời cuộc đào thải. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, toàn bộ hội trường đại hội võ lâm lập tức nhốn nháo hệt như một nồi cám heo. Không ít người đang suy đoán thân phận của Tiêu Chính Văn. Người kia chắc là vua Bắc Lương, lúc trước tôi từng nhìn thấy dáng vẻ anh ta trên TV. Không đúng, người này trông còn trẻ hơn năm đó nhiều, tuổi tác không thể tỷ lệ nghịch với diện mạo được. Mỗi người một câu cứ thế xì xào bàn tán. Chương 2463. Đúng như lời mọi người nói, bề ngoài Tiêu Chính Văn trông mới khoảng 20,
nhưng theo tuổi thật mà tính thì năm nay anh ít nhất phải 30 tuổi. Ngay lúc này, bên phía Thiên Sơn cũng đã nhận được tin Đàm Hồng bị giết. Khi thi thể nát bét thành một bãi thịt của Đàm Hồng được đưa về Thiên Sơn, năm đại viện trưởng Thiên Sơn đều đồng loạt suýt xoa. Lạc Trường Sinh siết chặt nắm tay, lạnh lùng quát, là ai? Dám giết đệ tử Thiên Sơn chúng ta ngay trước mắt Thiên Sơn. Một tên đệ tử có mặt tại hiện trường lúc ấy vội khóc lóc kể lể, viện trưởng, lúc ấy có không ít người bảo rằng, người này có thể là vua Bắc Lương đã mất tích nhiều năm Tiêu Chính Văn. Cái gì, nghe thấy ba chữ Tiêu Chính Văn, lửa giận của Lạc Trường Sinh cũng biến mất hơn nửa. Lại là Tiêu Chính Văn, Cổ Thiên Đức hoài nghi lắc đầu. Tiêu Chính Văn đã biến mất 5 năm, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Thiên Sơn? Cho dù có phải Tiêu Chính Văn hay không thì vẫn phải thông báo, phong tỏa tin tức, bất cứ ai dám loan truyền tin tức về Đại hội Võ Lâm hôm nay đều bị diệt tộc. Lạc Trường Sinh căm hận nói. Rõ, mấy tên đệ tử Thiên Sơn đáp, rồi vội vội vàng vàng mang hài cốt của Đàm Hồng ra khỏi phòng khách. Lúc này, bên trong một căn biệt thự ở tận Long Kinh, một gã thanh niên đẹp trai đang lướt điện thoại. Nhóm chat hiển thị trên màn hình trò chuyện chính là nhóm chat của hội tinh anh năm đại danh sơn. Rất nhiều đệ tử tinh anh của năm đại danh sơn đều có mặt trong nhóm chat này. Mấy người nghe gì chưa? Thằng nhãi Đàm Hồng lại đột phá rồi. Tin tức này vừa xuất hiện, nhóm chat lập tức thảo luận sôi nổi. Đàm Hồng chết rồi, trong lúc mọi người đang bàn tán, một tin tức vô cùng không hợp cảnh khác xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gì, Đàm Hồng chết rồi, đứa nào to gan dám giết anh kết nghĩa của tôi? Vẻ mặt gã đàn ông trẻ tuổi đột nhiên trở nên lạnh lùng, sát khí bỗng lóe lên ngùn ngụt. Thật ra cậu thanh niên này cũng không phải đệ tử giỏi giang gì của năm đại danh sơn, mà xuất thân từ một thế gia võ đạo hiển hách ở Hoa Quốc, nhà họ Ngô. Hắn tên là Ngô Lân, là một cậu con rể quốc dân. Bởi vì nhà họ Ngô không chỉ nắm giữ trong tay tài sản hơn 10 tỷ tệ, mà Ngô Lân cũng là một người đa tài, chẳng những có địa vị trong giới giải trí mà còn là một trong số ít cường giả cảnh giới thiên thần một sao. Trong một gia tộc mà có thể đào tạo ra một thanh niên cảnh giới thiên thần một sao, chỉ riêng điểm này cũng đủ để chứng minh thực lực đáng sợ của nhà họ Ngô. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Ngô Lân bắt máy, hỏi, Thanh Thanh à, có chuyện gì thế? Chương 2464. Từ Thanh Thanh là bạn gái hắn, bình thường rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa, số này là chính miệng Ngô Lân nói với Từ Thanh Thanh, nếu không vô cùng bất đắc dĩ thì không nên gọi. Hiển nhiên, Từ Thanh Thanh gọi vào số này, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Anh Lân ơi, em bị người ta bắt nạt. Còn bị họ đánh một bạt tai nữa, anh phải ra mặt cho em. Điện thoại vừa bắt đã nghe thấy tiếng khóc lóc kể lể của Từ Thanh Thanh vang lên. Nghe thấy tiếng khóc của Từ Thanh Thanh, Ngô Lân an ủi mấy câu rồi sau đó mới khó hiểu hỏi lại, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám đánh con dâu tương lai của nhà họ Ngô. Là chủ của một cửa hàng bán ngọc, họ Tiêu. Trong nháy mắt, Từ Thanh Thanh đã nín khóc, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì, Ngô Lân nghe vậy? Không khỏi cau mày, chỉ là ông chủ của một tiệm ngọc thôi mà, thân phận chúng ta như thế này, so đo với hắn làm gì? Sắc mặt Ngô Lân lập tức trở nên khó coi. Hắn vốn không phải là một cậu chủ bình thường, mà là người sau này sẽ gánh vác nhà họ Ngô trên vai. Từ Thanh Thanh thì hay rồi, chỉ vì một ông chủ tiệm ngọc nhỏ xíu mà gọi bảo hắn tới. Anh Lân ơi, anh không biết đâu, gã họ Tiêu này ngông cuồng lắm luôn. Thậm chí nghe đến tên anh mà hắn vẫn tỏ ra khinh thường, còn nói gì mà cho dù anh có đích thân tới thì cũng không làm gì được. Từ Thanh Thanh vừa thêm mắm dặm muối vừa tiếp tục khóc lóc. Gì cơ, Ngô Lân không dám tin vào tai mình, chỉ là một ông chủ tiệm ngọc nho nhỏ mà dám hoành hoang đến mức này sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Lân cẩn thận đáp, hay là như vậy đi Thanh Thanh, anh cử hai người qua chỗ em nói trước, anh còn đang bận chút việc, lát nữa sẽ đến sau. Nói xong, Ngô Lân cúp điện thoại. Hắn là người của gia tộc hàng đầu trong nước, tương sau này cũng sẽ là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao, đương nhiên cũng sẽ có đầu óc. Nếu câu chuyện ban nãy Từ Thanh Thanh kể là giả thì hắn cử bừa hai người qua đó cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng nếu những gì cô ta nói là sự thật thì đồng nghĩa với việc bối cảnh sau lưng đối phương rất khó lường, cử mấy người qua thăm dò thử thế nào, nhất định sẽ có đánh giá cơ bản với thực lực đối phương.
tránh việc lại tự vác đá đập chân mình. Nghĩ đến đây, Ngô Lân bấm gọi cho một dãy số. Chẳng mấy chốc, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Vương Sương Bình, cậu chủ Ngô đấy à? Chào anh Vương, gần đây xảy ra chút chuyện nhỏ, có thể nhờ anh Vương ra mặt giúp đỡ chút không? Ngô Lân thấp giọng hỏi nhỏ. Với tư cách là người thừa kế của nhà họ Ngô, mối quan hệ của Ngô Lân ở Hoa Quốc rất lớn, bình thường cũng hay qua lại với Vương Sương Bình, vì thế, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Vương Sương Bình. Chương 2465. Dựa vào địa vị hôm nay của Vương Sương Bình, xử lý Tiêu Chính Văn chỉ là chuyện còn con. Ồ, không biết cậu Ngô gặp chuyện khó xử gì thế? Vương Sương Bình cũng ngạc nhiên, người có thân phận như Ngô Lân vốn làm gì có khả năng cầu cạnh hắn. Ngô Lân cũng không ngại ngùng bèn kể lại những gì Từ Thanh Thanh nói thêm một lần nữa. Ồ, thì ra là như vậy, nếu cậu Ngô đã lên tiếng thì tôi đương nhiên bằng lòng giúp cậu Ngô một tay, nhưng sau này có việc gì hay, cậu Ngô đừng quên ưu điểm của tôi đấy. Vương Sương Bình dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt để nịnh hót nhà họ Ngô. Ngô Lân gật đầu đồng ý, Vương Sương Bình mới cúp điện thoại. Bên kia, Tiêu Chính Văn cũng đang trên đường trở về Sơn Thành với Chu Lâm Lâm. Lúc này, Chu Lâm Lâm đã có cái nhìn khác hoàn toàn về Tiêu Chính Văn, trước hôm nay, cô ấy cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một ông chủ nhỏ bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ cô ấy mới hiểu được, Tiêu Chính Văn chính là một cao thủ chân chính. Đừng nói là bản thân cô ấy, ngay cả nhà họ Chu cũng không thể nào so sánh được với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu à, từ nhỏ tôi chưa từng phục ai, nhưng tôi thật sự bội phục anh từ tận đáy lòng. Chu Lâm Lâm thành khẩn nói. Trước cô ấy vẫn luôn cho là mình đã giống một cao nhân lánh đời phàm tục, nhưng so với Tiêu Chính Văn thì khác biệt cứ như trời và đất. Chưa bàn đến cảnh giới của Tiêu Chính Văn, chỉ nói tới việc anh dám đánh thẳng vào mặt võ tông trước bàn dân thiên hạ, lại còn cảnh cáo bọn họ, như thế đã đủ thấy sự quyết đoán của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa trận chiến này cũng đủ để Chu Hạo Nhiên đưa ra một quyết định trọng đại, đó là di rời gia tộc họ Chu đến Sơn Thành. Trận đánh hôm nay khiến Thiên Sơn chịu nhiều thua thiệt, sau này, khó đảm bảo được Thiên Sơn có trả thù nhà họ Chu hay không. Với thực lực của nhà họ Chu thì đâu phải đối thủ của Thiên Sơn. Mà nhờ vào thực lực của Tiêu Chính Văn, bảo vệ bình an cho nhà họ Chu chắc chắn là chuyện trong tầm tay. Vì vậy, trên đường đi, thái độ của Chu Hạo Nhiên với Tiêu Chính Văn cũng rất cung kính. Nhưng lúc này, Trần Thiên Quốc ở Sơn Thành lại không tham gia đại hội võ lâm. Tuy nói nhà họ Trần ở Sơn Thành dù gì cũng được coi là một gia tộc lớn. Nhưng xét khắp Hoa Quốc mà nói thì cũng chẳng là gì. Vì vậy, nhà họ Trần không nhận được thư mời của Đại hội Võ Lâm. Nhưng Trần Thiên Quốc cứ mãi luôn nghi ngờ chuyện nhà họ Lãnh che chở cho Tiêu Chính Văn. Theo lý mà nói, Sơn Thành ở tỉnh Xuyên chỉ có thể coi là một thành phố lớn ở phía Bắc, vốn không sánh được bằng Giang Trung. Nhà Trần chắp tay nhường Giang Trung lại cho nhà họ Lãnh là đã coi như cho nhà họ Lãnh mặt mũi lớn lắm rồi. Thế mà nhà họ Lãnh lại thông qua Tiêu Chính Văn để trở mặt với nhà họ Trần, Trần Thiên Quốc sao có thể nuốt trôi cục tức này. Chương 2466. Lúc này, Trần Thiên Quốc siết chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng u ám, cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Đáng tiếc, nếu có thể mời được cậu chủ Trương tới thì một thằng chủ tiệm ngọc nhỏ bé có là cái thá gì. Trần Thiên Quốc than thở. Với thực lực và địa vị của Trương Lăng Phong, nếu ra tay thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng dù gì nhà họ Trương và nhà họ Trần vẫn chưa kết thân, nếu tự ý yêu cầu như vậy thì khó tránh việc bị nhà họ Trương quở trách. Ông Trần, theo tôi biết trong khu vườn riêng của nhà họ Trương ở Thiên Sơn có một đóa hoa tử tiêu sắp nở rộ, trong thời gian ngắn, Trương Lăng Phong tuyệt đối sẽ không rời khỏi nhà họ Trương. Ông Đinh nhíu mày nói. Thật ra Trần Thiên Quốc cũng đã nghe tin trong vườn riêng của nhà họ Trương có hoa tử tiêu sắp nở từ lâu. Chẳng lẽ nhà họ Trương không sợ Thiên Sơn cử người tới cướp sao? Trần Thiên Quốc thuận miệng hỏi. Không thứ gì có thể thay thế được công dụng của hoa tử tiêu, đừng nói là năm đại danh Sơn, đến cả kẻ như Trần Thiên Quốc cũng âm thầm khát khao. Ai dám cướp, nhà họ Trương đã sắp đặt xong xuôi trận pháp bảo vệ núi rồi. Cho dù cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao cũng đừng hòng bước vào vườn riêng của nhà họ Trương nửa bước. Ông Đinh lạnh lùng cười nói. Trần Thiên Quốc gật đầu, ngay sau đó con ngươi lại co rút, đột nhiên nảy ra sáng kiến, có rồi.
nếu không thể mời cậu chủ Trương tới thì chúng ta có thể nghĩ cách để dẫn ông chủ kia tới nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Loại cáo già lão luyện như Trần Thiên Quốc quá quen thuộc với mấy trò gậy ông đập lưng ông này. Chỉ cần dẫn Tiêu Chính Văn đến địa bàn nhà họ Trương, mượn thế lực của nhà họ Trương để đàn áp một phen, chắc chắn sau này ông chủ nhỏ họ Tiêu kia sẽ biết điều hơn nhiều. Dù sao nhà họ Trương và năm đại danh sơn ở Thiên Sơn cũng có liên hệ dây mơ dễ má với nhau, trong một số trường hợp, nhà họ Trương có thể coi là đại diện của Thiên Sơn, đối đầu với nhà họ Trương thì chẳng khác nào đối đầu với Thiên Sơn. Chỉ là một ông chủ tiệm ngọc nho nhỏ, cho dù có cho 10 lá gan thì chắc hẳn cũng không dám chống lại nhà họ Trương. Ông Đinh nghe vậy, cũng gật đầu lia lịa. Đây dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng mà Tiêu Chính Văn đâu có ngu. Sao có thể dễ dàng nghe sai bảo như thế? Ông Trần, muốn thằng nhãi họ Tiêu này làm theo thì e rằng không dễ lắm đâu. Ông Đinh thở dài nặng nề. Chương 2467. Khóe miệng Trần Thiên Quốc khẽ nhếch lên, cười gằn nói, ông Đinh à, thật ra muốn thằng họ Tiêu rơi vào bẫy cũng không khó. Chỉ cần dùng danh nghĩa của Hân Hân mời nó tới, chắc chắn nó sẽ lọt tròng. Nghe thế, trên mặt ông Đinh cũng nở nụ cười nham hiểm. Không sai, Trần Hân từng cãi cọ với gia đình vì Tiêu Chính Văn. Cho dù từ bất kỳ phương diện nào thì Tiêu Chính Văn cũng phải nể mặt Trần Hân. Chỉ cần lừa được Tiêu Chính Văn đến địa bàn nhà họ Trương ở Thiên Sơn, sau đó lại lợi dụng người nhà họ Trương để nói bóng nói gió chèn ép Tiêu Chính Văn một phen, thì cho dù Tiêu Chính Văn không bị dọa sợ vỡ mật thì sau này cũng sẽ biết điều với mình hơn. Cũng được, vậy cứ làm theo ý của ông Trần đi. Ông Đinh khinh thường cười nói. Trần Thiên Quốc chắp tay sau lưng, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ, cũng chỉ là một tên nhóc thôi, tưởng nhà họ Lãnh có thể một tay che trời chắc. Trước mặt nhà họ Trương thì nhà họ Lãnh chẳng bằng cái rắm. Tôi muốn nhìn thử xem, nhà họ Lãnh có còn bao che cho nó được nữa không? Nói xong, Trần Thiên Quốc sai bảo người làm ngoài cửa, người đâu, gọi Hân Hân đến đây. Lúc này, Trương Lăng Phong cũng vừa mới trở về từ hội trường Đại hội Võ Lâm thì nhận được thông báo của người lớn. Rằng hắn phải trông chừng đóa hoa tử tiêu sắp nở rộ kia cả ngày lẫn đêm. Cho dù thế nào đi nữa thì cũng không được bỏ lỡ cơ hội lần này nữa. Dù đóa hoa tử tiêu lần trước nở ở núi Đại Lương đã bị người khác cướp mất thì thật ra cũng chẳng liên đến nhà họ Trương lắm. Đóa hoa tử tiêu kia vốn dĩ là dành cho Thiên Lăng Tử. Dù Trương Lăng Phong có dùng vũ lực để đoạt về kiểu gì thì cũng phải trả lại. Nhưng đóa hoa lần này lại không như thế. Dù sao cũng xuất hiện trong vườn riêng của nhà họ Trương, đương nhiên thuộc về người nhà họ Trương. Lúc này, trong căn biệt thự nằm trong vườn riêng của nhà họ Trương, Trương Lăng Phong đang bàn luận về chuyện của đóa hoa tử tiêu với hai cao thủ cảnh giới thiên thần bên ngoài lãnh thổ của nhà họ Trương. Hơn nữa, trận pháp bảo vệ núi của nhà họ Trương cũng do hai người này bố trí. Ai cũng hiểu, đối với những lứa trẻ không có cơ hội đi ra bên ngoài lãnh thổ để rèn luyện như Trương Lăng Phong. Chỉ có thể dựa vào thuốc điều chế từ hoa tử tiêu mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Giờ phút này, được hai vị cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao bảo vệ, nhà họ Trương còn là một trong năm đại danh sơn, có thể nói là không có sơ hở nào. Lăng Phong à, thật ra dù hoa tử tiêu không nở rộ cũng có thể nâng cao tu vi của cậu, tuy nhiên, điều chế nó thành thuốc lúc nở rộ mới mang đến tác dụng lớn nhất. Lần này, chúng tôi đã đánh tiếng với năm đại danh sơn. Sẽ không có ai đến tranh đoạt với cậu đâu, cậu cứ thong thả chờ đến lúc đóa hoa tử tiêu nở hẳn rồi hái, hái đúng lúc tác dụng thuốc của nó mạnh nhất. Người đàn ông áo đen trong số hai người, trầm giọng nói. Tuy địa vị của người này bây giờ có thể xem như ngang hàng với tộc trưởng của nhà họ Trương. Nhưng cũng không khó để nhìn thấy sự cung kính mà gã dành cho Trương Lăng Phong. Chương 2468. Bây giờ... Cường giả ngoài lãnh thổ của nhà họ Trương đã dần trở về, mà bố ruột Trương Lăng Phong lại là tuyệt thế cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Vì vậy, trên dưới nhà họ Trương đều tỏ thái độ cung kính với Trương Lăng Phong. Được, tôi nhất định không phụ lòng hai vị. Cảm ơn hai vị tiền bối đã dạy dỗ Lăng Phong. Trải qua quãng thời gian rèn luyện, Trương Lăng Phong đã chín chắn hơn nhiều. Tuy trong lòng biết rõ vì sao nhà họ Trương thiên vị mình nhưng hắn cũng không quên lễ nghĩa. Ừ, lần này có thể hái được hoa tử tiêu có liên quan rất lớn đến việc cậu có thể đột phá nhanh chóng hay không, vì thế tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Một gã đàn ông áo đen khác khuyên nhủ.
mấy người ở nhà họ Trương cũng có nghe đồn về chuyện đã xảy ra ở núi Đại Lương lúc trước. Nhưng lần này, cho dù có ra sao đi nữa thì cũng không thể để kẻ khác nẫng tay trên được. Nói trắng ra, nhà họ Trương và năm đại danh sơn cũng chỉ là mối quan hệ âm thầm tranh đấu, sau này các cường giả ngoài lãnh thổ trở lại, thiên hạ này tất sẽ thay đổi lớn. Đến khi đó, rất có thể mấy đại danh sơn và nhà họ Trương sẽ một lần nữa phân chia thế lực tương ứng. Lúc đó, càng có nhiều cao thủ thì càng có quyền lên tiếng. Nói trắng ra, tất cả những gì bây giờ làm đều đang chuẩn bị cho việc phân chia địa bàn ngày sau. Theo tôi thấy, lần này chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai sót nào nữa đâu, lần trước là bởi không chuẩn bị đầy đủ, lại không có trận pháp bảo vệ núi ngăn cách với bên ngoài nên mới để người khác nhanh chân giành trước, mà lần này, cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao cũng đừng hòng nhúng tay vào. Gã đàn ông áo đen ban nãy lạnh lùng cười nói. Trận pháp bảo vệ núi mà bọn họ bố trí lần này là nhờ cường giả ngoài lãnh thổ đích thân chỉ dạy. Hơn nữa, cho dù ở bên ngoài lãnh thổ, cao thủ từ cảnh giới nhân vương trở xuống cũng ít có ai xông qua được trận pháp bảo vệ núi này. Và lại, dù đối phương có thể dựa vào sức mình để xông vào trận pháp bảo vệ núi thì cũng sẽ bị thương toàn thân. Đến lúc đó, hai người bọn họ sẽ ra tay cùng lúc, thậm chí là không cần phí nhiều công sức cũng có thể chém chết đối phương ngay cửa vào núi. Ba người lại bàn bạc với nhau thêm một hồi rồi ai làm việc người nấy. Bên kia, dù Trần Hân có hoài nghi trong lòng, rằng không biết vì sao Trần Thiên Quốc lại đột nhiên nhiệt tình với Tiêu Chính Văn như vậy, nhưng cô ta vẫn mời Tiêu Chính Văn đến theo ý của Trần Thiên Quốc. Lúc Trần Hân vừa tới tiệm ngọc cũng đúng lúc Tiêu Chính Văn trở về. Anh Tiêu ơi, bố tôi bảo tôi nhắn với anh là, ông ấy muốn mời anh đến Thiên Sơn gặp mặt, Trần Hân đi đến bên Tiêu Chính Văn, nói nhỏ. Ồ, đến Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, không hiểu Trần Thiên Quốc đang có âm mưu gì. Đúng thế, tôi nghe bố tôi nói, hình như Thiên Sơn có một đóa hoa tử tiêu sắp nở nên muốn mời anh Tiêu cùng đi ngắm hoa. Trần Hân nói thật. Ồ, chương 2469. Mắt Tiêu Chính Văn lóe sáng, anh đang sầu não vì số lượng hoa tử tiêu ít quá, điện thần long còn nhiều người chưa được phát phá cảnh đan. Không ngờ đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Được, thay tôi cảm ơn tấm lòng của ông Trần nhé. Tiêu Chính Văn cười khẽ, nói. Ý đồ của Trần Thiên Quốc trong mắt Tiêu Chính Văn hệt như thủy tinh trong suốt. Chắc chắn là ông ta muốn mượn thế lực Thiên Sơn để chèn ép anh. Nhưng đừng nói nhà họ Trương ở Thiên Sơn, cho dù cả Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn cũng chẳng sợ. Được, vậy sáng sớm ngày mai, trước khi lên đường, tôi sẽ đến đón anh. Trần Hân thấy Tiêu Chính Văn đồng ý thì trong lòng rất vui. Cô ta đâu biết Trần Thiên Quốc đang suy tính chuyện gì trong lòng. Mà chỉ cảm thấy vui vẻ vì mối quan hệ của Trần Thiên Quốc và Tiêu Chính Văn đã hòa hoãn được một ít mà thôi. Quay về nhà họ Trần, Trần Hân kể lại nguyên văn lời nói của Tiêu Chính Văn với Trần Thiên Quốc. Trần Thiên Quốc nghe xong cũng hài lòng gật đầu. Nhưng Trần Hân vẫn thấy thắc mắc bố vẫn luôn không ưa anh Tiêu mà. Sao lần này lại đột nhiên đối xử tốt với anh ấy thế? Thật ra cậu Tiêu này cũng có lai lịch lắm, đến cả nhà họ Lãnh cũng tình nguyện chống lưng cho cậu ta, chúng ta không nên đắc tội người như thế, phải sửa sai thôi. Và lại, người bình thường như cậu ta chắc là đời này cũng chẳng có lần thứ hai được bước vào Thiên Sơn đâu, nếu cậu ta biểu hiện tốt, có lẽ sẽ được Thiên Sơn thu nhận làm đệ tử ngoại môn, đến lúc đó, cậu ta ắt sẽ cảm kích ân tình của nhà họ Trần chúng ta rồi. Nhà họ Trần há chẳng phải sẽ nhiều thêm một sự giúp đỡ mạnh mẽ sao? Trần Thiên Quốc nghiêm túc nói. Tuy nhiên nội tâm ông ta lại cười nhạo không dứt, sao Tiêu Chính Văn có thể được nhà họ Trương nhận làm đệ tử ngoại môn chứ? Hơn nữa, ông ta cũng đã nghe được phong phanh, chỉ cần Trương Lăng Phong hái được đóa hoa tử tiêu kia thì kẻ đầu tiên bị loại bỏ sẽ là Tiêu Chính Văn. Sáng sớm hôm sau, Trần Hân đã đích thân đến tiệm ngọc. Tiêu Chính Văn chỉ phân công công việc đơn giản rồi đi cùng Trần Hân. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi tiệm ngọc, người của Ngô Lân cũng tìm đến. Thiên Sơn vốn cách tỉnh Xuyên không bao xa, vì vậy, chỉ lái xe mấy tiếng là đã đến chân núi Thiên Sơn. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu bạc rực rỡ. Xung quanh còn có sương mù lượn lờ, rõ ràng là có người bày trận pháp bảo vệ núi ở nhà họ Trương trên Thiên Sơn. Thấy Tiêu Chính Văn nhìn sương mù trên trời đến mức sững sờ, Trần Thiên Quốc cười khẩy rồi đẩy cửa xuống xe.
Ông ta đưa tay móc một tấm thiệp mời trong ngực ra, đưa cho hai người thanh niên của nhà họ Trương, tôi là Trần Thiên Quốc đến dự lễ. Nhờ hai cậu vào báo cáo một tiếng. Chương 2470. Hai tên đệ tử nhà họ Trương nhận lấy thư mời xong quét mắt nhìn sơ qua rồi lạnh nhạt nói, không cần thông báo, vào đi. Đây không phải lần đầu tiên Trần Thiên Quốc đến thăm, hai người giữ cửa cũng có ấn tượng với ông ta. Vì vậy mới không tra hỏi cặn kẽ mà cho nhóm người Trần Thiên Quốc đi qua luôn. Trần Thiên Quốc đắc ý nhận lại thư mời, cất vào ngực lần nữa rồi nói với mọi người phía sau, tốt lắm, mọi người đi theo tôi, tuyệt đối không được đi lung tung đâu đấy. Nói xong, ông ta đi vào trong núi. Mấy người Trần Hân và Tiêu Chính Văn cũng bám sát theo Trần Thiên Quốc, đi vào vườn riêng của nhà họ Trương. Ngay lúc bước qua trận pháp bảo vệ núi, trong nháy mắt, một cảm giác tan hoang bỗng dưng chuyển đến, Trần Hân và ông Đinh bỗng dưng rùng mình. Chỉ có sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn như thường, không hề bị trận pháp bảo vệ núi ảnh hưởng. Hai người Trần Thiên Quốc và ông Đinh nhẹ chân quen đường, đi thẳng tới chỗ ở phía sau núi của Trương Lăng Phong. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn đi vào địa bàn của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, đừng thấy nhà họ Trương chỉ nằm sát vách Thiên Sơn mà lầm, trên thực tế, toàn bộ Thiên Sơn lại trải dài ngang dọc, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn mét. Dù nhà họ Trương chỉ nằm ven một vùng Thiên Sơn, lãnh địa cũng mênh mông vô cùng. Núi xanh trải rộng ngút mắt, tùng xanh liễu biếc, trong rừng cây còn thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng thú gọi bầy. Trần Thiên Quốc vừa đi vào bên trong vừa nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn sau lưng mình. Thấy hai mắt Tiêu Chính Văn không ngừng đánh giá xung quanh, ông ta mừng thầm. Chỉ mỗi sự mênh mông bát ngát của nhà Trương ở Thiên Sơn cũng đã đủ để chấn chỉnh ông chủ nhỏ chưa trải sự đời như Tiêu Chính Văn. Lát nữa, nhìn thấy đám người Trương Lăng Phong, Tiêu Chính Văn sẽ sợ đến mức quỳ xuống luôn là cái chắc. Đúng lúc này, bên trong núi non trùng điệp bỗng hiện lên một luồng sáng mở chói mắt. Nhất thời, ngay cả hai ngọn núi hai bên cạnh cũng được chiếu sáng. Luồng sáng mờ này kéo dài đến tầm nửa tiếng sau mới dần dần yếu bớt. Trương Lăng Phong vẫn luôn canh giữ bên cạnh hoa tử tiêu lại mừng như điên, vội chia tay ra hái đóa hoa tử tiêu kia xuống. Sau khi hoa tử tiêu đội đất trồi lên, luồng ánh sáng đó cũng dần tản đi. Ngay sau đó, mười mấy tên cao thủ cảnh giới thiên vương năm sao hối hả chạy về phía Trương Lăng Phong. Thấy mười mấy bóng đen xung phong lên núi, trên mặt Trần Thiên Quốc lộ vẻ đắc ý. Mười mấy cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Tuy bây giờ linh khí đã quay về, cường giả cảnh giới thiên thần cũng không phải số ít, nhưng chiến trận này cũng đủ để ép cho Tiêu Chính Văn không thể ngóc đầu lên được. Trần Thiên Quốc nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn sau lưng mình, trong lòng lại khinh thường cười nhạt. Chỉ cần Trương Lăng Phong đến thì Trần Thiên Quốc có thể trở mặt với Tiêu Chính Văn. Chương 2471. Đến lúc đó, dù Tiêu Chính Văn tỏ ra hơi không phục, cũng có thể đầu lìa khỏi xác bất cứ lúc nào. Ông Đinh bên cạnh cũng hứng hờ mỉm cười, sau đó nhìn sâu vào bên trong khu rừng, hiển nhiên là đang hóng hớt xem kịch hay của Tiêu Chính Văn. Quả nhiên, không lâu sau, Trương Lăng Phong vui vẻ đi ra khỏi rừng rậm. Nhìn hoa tử tiêu trong tay, trong lòng Trương Lăng Phong thầm tính toán, chẳng bao lâu nữa. Mình có thể đột phá thành cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao rồi, đủ để đè bẹp tất cả bọn đồng trang lứa trong nước. Đến lúc đó, không chỉ mỗi nhà họ Trương ở Thiên Sơn, ngay cả hắn cũng sẽ nhận được vô số lợi ích. Có khi ngay cả danh hiệu chàng rể quốc dân cũng sẽ thuộc về hắn. Đang suy nghĩ, Trương Lăng Phong vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp bản mặt cười híp mắt của Tiêu Chính Văn. Hả, Trương Lăng Phong sợ hãi. Trần Thiên Quốc và ông Đinh vừa thấy Trương Lăng Phong thì đồng thời đổi sắc mặt, nhìn về phía Tiêu Chính Văn nở nụ cười khinh khỉnh. Không đợi bọn họ mở miệng, Tiêu Chính Văn đã sải bước dài, đi đến bên cạnh Trương Lăng Phong, xòe tay ra, thản nhiên nói với Trương Lăng Phong, đưa cho tôi. Bàn tay cầm hoa tử tiêu của Trương Lăng Phong khẽ run lên. Nhưng giây kế tiếp, hắn không hề do dự đặt hoa tử tiêu vào lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Thấy cảnh tượng này, Trần Thiên Quốc và ông Đinh đồng loạt hoang mang. Giờ phút này, đầu óc bọn họ hoàn toàn trống rỗng. Nó là hoa tử tiêu đấy, là hoa tử tiêu mà cả nhà họ Trương ở Thiên Sơn đều vô cùng quý trọng. Cứ giao cho Tiêu Chính Văn dễ dàng vậy sao? Trần Hân bên cạnh cũng há hốc mồm. Những người này đều là bạn tôi, chắc anh cũng biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm nhỉ? Giọng điệu Tiêu Chính Văn lạnh như băng.
Vâng, tôi biết. Trương Lăng Phong sợ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí không có cả can đảm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn tiện tay cất Hoa Tử Tiêu đi, khẽ khàng vỗ bả vai Trương Lăng Phong, cười nói, ừ, được đó. Lần sau đừng để tôi đi xa như vậy nữa. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người bỏ đi. Mười mấy cao thủ nhà họ Trương thấy Tiêu Chính Văn đường đường chính chính giật mất Hoa Tử Tiêu của Trương Lăng Phong còn muốn bỏ đi, họ đâu thể dễ dàng bỏ qua như thế. Các người muốn chết phải không? Lui ra, Trương Lăng Phong thấy mọi người định ra tay với Tiêu Chính Văn, giận đến mức mặt mũi trắng bệch, hét lớn với mười mấy cao thủ nhà họ Trương. Mười mấy cao thủ nhà họ Trương không khỏi kinh ngạc, vội quay đầu nhìn Trương Lăng Phong với vẻ mặt hoang mang. Cho đến khi bóng lưng Tiêu Chính Văn đã khuất xa, sắc mặt khó coi của Trương Lăng Phong mới quét qua đám người Trần Thiên Quốc. Chương 2472. Có là đồ ngu cũng nhìn ra được, chính là đám người Trần Thiên Quốc đã im hơi lặng tiếng dẫn Tiêu Chính Văn đến chỗ này. Có thể nói, trận pháp bảo vệ núi do nhà họ Trương bày ra là để đề phòng Tiêu Chính Văn. Kết quả thì sao, mẹ nó, người tính không bằng trời tính. Trương Lăng Phong lại không thể nào ngờ được Tiêu Chính Văn sẽ dùng cách thức này để nghênh ngang đi qua trận pháp bảo vệ núi của nhà họ Trương. Cậu Trương à, thật ra tôi, con mẹ ông. Trương Lăng Phong không đợi Trần Thiên Quốc nói hết lời đã giận dữ cắt ngang, đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Lại còn là một con lợn ngu vô đối. Nếu không phải trước khi đi, Tiêu Chính Văn đã dặn dò thì giờ phút này, Trương Lăng Phong đã chém đám người Trần Thiên Quốc thành nghìn mảnh mới giải được mối hận trong lòng. Hắn cực khổ chờ đợi một ngày một đêm, trừng mắt canh chừng mãi ở phía sau núi, chịu đựng vô số con muỗi con kiến cắn, lúc nào cũng phải đề phòng dã thú tập kích. Vất vả lắm mới đợi được đến lúc Hoa Tử Tiêu nở rộ, mới vừa hái vào tay, vẫn còn chưa cầm nóng thì đã gặp phải tên sát thần Tiêu Chính Văn này chỉ trong nháy mắt. Cậu Trương à, thật ra thì hắn, lúc này... Sắc mặt Trần Thiên Quốc cũng tái nhợt, chỉ vào bóng lưng đang xuống núi của Tiêu Chính Văn, định giải thích gì đó. Nhưng đụng phải ánh mắt như muốn giết người của Trương Lăng Phong ở phía đối diện, ông ta sợ hãi đến mức phải nuốt ngược câu tiếp theo vào bụng. Trần Thiên Quốc không ngốc, không nói cũng biết, cây Hoa Tử Tiêu này quan trọng như thế nào với Trương Lăng Phong. Dù đang ở ngay địa bàn của nhà họ Trương ở Thiên Sơn mà Trương Lăng Phong lại cam tâm tình nguyện chắp tay nhường lại cây Hoa Tử Tiêu kia. Cũng đủ để nói rõ đằng sau có vấn đề. Lúc này, ông ta mới thật sự hiểu, tại sao nhà họ Lãnh không tiếc mọi giá cũng phải đứng về phe Tiêu Chính Văn. Mấy người các ông nên vui mới đúng, nếu không nhờ câu nói kia của hắn, bây giờ các người đã là ba cái xác khô rồi. Cút, ông đây không muốn gặp lại các người nữa, còn nữa, sau này đừng chọc vào hắn. Bằng không, nhà họ Trương ở Thiên Sơn tuyệt đối không tha cho các người. Trương Lăng Phong giận tái mặt. Dữ dằn trợn mắt nhìn Trần Thiên Quốc rồi phất tay bỏ đi. Nhìn bóng lưng giận điên người của Trương Lăng Phong, mặt Trần Thiên Quốc và ông Đinh cũng cắt không còn chút máu. Trước đây, bọn họ vẫn cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ dựa vào nhà họ Chu và nhà họ Lãnh mới dám hống hách với mình. Nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Chu và nhà họ Lãnh trước mặt Tiêu Chính Văn lại chả là gì. Cho dù đang ở địa bàn của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, người ta nói cướp là cướp luôn. Hơn nữa còn cướp mất Hoa Tử Tiêu quý giá vô cùng. Mấu chốt nhất là từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn chỉ nói đúng một câu. Mà Trương Lăng Phong luôn bất khả chiến bại lại nửa chữ cũng không dám cất lên. Chương 2473. Nói cách khác, một mình Tiêu Chính Văn cũng đủ để chèn ép cho nhà họ Trương không ngóc đầu lên được. Vào giờ phút này, Trần Thiên Quốc mới hiểu, vốn dĩ Tiêu Chính Văn là người mà ông ta không thể nào đắc tội nổi. Hơn nữa, người ta cũng không thèm so đo với ông ta, bằng không, ông ta làm gì còn mạng đứng đây. Chẳng lẽ, tôi đã sai rồi sao? Sắc mặt Trần Thiên Quốc u ám, môi run rẩy, vô cùng tiếc nuối nói. Nhìn theo bóng lưng Trương Lăng Phong tức giận bỏ đi, Trần Thiên Quốc vô cùng tuyệt vọng. Từ biểu hiện vừa rồi của Trương Lăng Phong và hành động với nhà họ Trần, có thể thấy ông ta đã đắc tội với người không thể đắc tội. Bao nhiêu năm qua, ông ta đã cố gắng hết sức để nịnh nọt nhà họ Trương, nhưng bây giờ, mọi thứ đều trở nên vô ích. Có thể cả đời này, nhà họ Trương sẽ không để ý đến ông ta nữa. Lúc này, Trương Lăng Phong trở lại sảnh lớn biệt thự với vẻ mặt khó coi, bây giờ hắn thật sự muốn khóc. Ngực không ngừng phập phồng lên xuống,
lửa hận trong mắt dường như có thể đốt cháy mọi thứ. Bây giờ cao thủ nhiều vô kể, việc bảo vật bị cướp cũng không phải là hiếm. Nhưng vấn đề là ở bị người ngoài cướp trong chính nhà mình, thật là nhục nhã. Lúc này hai vị cường giả ngoài lãnh thổ đang ngồi trong sảnh lớn vừa thưởng trà vừa nói chuyện. Thấy Trương Lăng Phong bước vào, bọn họ cùng đứng dậy nói, thiếu chủ, cậu đã lấy được hoa tử tiêu chưa? Mau đưa cho tôi sẽ dựa theo phương thức do chủ công truyền lại để luyện phá cảnh đan cho thiếu chủ. Nghe vậy, Trương Lăng Phong tức giận suýt ngất. Lẽ ra sân vườn nhà hắn có một cây hoa tử tiêu, muốn hái vô cùng đơn giản, hoàn toàn chẳng thể xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nhưng bây giờ Trương Lăng Phong thật sự rất khó xử, hắn do dự một hồi rồi mới trầm giọng nói, tôi tặng hoa tử tiêu cho người khác rồi. Chết tiệt, hai vị cường giả ngoài lãnh thổ nghe vậy, tách trà trong tay họ lập tức rơi xuống đất và vỡ tan tành. Đó là một món bảo vật quý hiếm, sao có thể tặng cho người khác? Thiếu chủ, đó là bảo vật quý hiếm, sao có thể dễ dàng tặng cho người khác? Mắt của một cường giả ngoài lãnh thổ trợn tròn như sắp bay ra ngoài. Cho dù Trương Lăng Phong hơi trẻ con, nhưng cũng không thể đùa giỡn như vậy được. Hoặc giữ lại bảo bối, hoặc giữ lại mạng. Không tặng không được. Trương Lăng Phong nói đến đây, hắn tức đến nỗi nước mắt trào ra. Cái gì? Nghe vậy, hai cường giả ngoài lãnh thổ lập tức hiểu ra ý của Trương Lăng Phong. Đây chính là lý do tại sao hắn bị cướp trên ngọn núi phía sau nhà mình. Bùm, trong chốc lát. Hai luồng khí tức của cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao bùng nổ trong sảnh lớn. Vào lúc này, trời đất biến sắc, gió nổi lên điên cuồng, mây đen gần như bao phủ toàn bộ thiên sơn. Thiên thần nổi giận, máu nhuốm ngàn dặm. Chương 2474. Huống hồ đây là cơn giận của hai vị cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao, ngay cả mặt đất cũng khẽ chấn động. Trên toàn bộ thiên sơn, trong chốc lát vang dội tiếng sấm sét. Chạy đến nhà họ Trương ở Thiên Sơn để dương oai, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Mặc dù nhà họ Trương không thuộc năm đại danh Sơn, nhưng nhà họ Trương đã được lưu truyền qua nhiều thời đại, còn là người gác mộ cho Tổ Long. Địa vị trong võ tông không hề thua kém năm đại danh Sơn. Sự tôn nghiêm của nhà họ Trương đâu dễ gì mà bị chà đạp. Người đâu, phong tỏa hết các tuyến đường ra vào, ngay cả một con chim cũng không cho bay ra ngoài. Một vị cường giả ngoài lãnh thổ râu tóc tung bay, giống như một vị thần chết vừa giáng thế. Đợi đã, Trương Lăng Phong vội vàng ngăn lại, không thể đắc tội với người này được. Chỉ là một đóa hoa tử tiêu thôi mà, cứ để hắn lấy đi. Hai vị cường giả ngoài lãnh thổ nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Lăng Phong nói, thiếu chủ, cậu biết một năm nữa chủ công sẽ trở lại, đến lúc đó, nếu thực lực của cậu, Trương Lăng Phong xua tay nói, tôi hiểu. Nhưng chúng ta không thể thắng nổi người này. Thiếu chủ, lẽ nào cậu nghi ngờ thực lực của hai người chúng tôi sao? Chủ công phái chúng tôi trở về chính là để bảo vệ nhà họ Trương. Bây giờ hoa tử tiêu bị cướp, nhà họ Trương cũng mất hết thể diện, cho dù hai người chúng tôi có chết thì cũng phải lấy lại thể diện này. Hai người nói gần như đồng thanh. Trương Lăng Phong xua tay nói, không phải tôi nghi ngờ thực lực của hai người. Có lẽ hai người vẫn nhớ chuyện một vị cường giả cảnh giới chuẩn thiên thần một sao gần như ngay lập tức giết chết hơn chục cường giả ngoài lãnh thổ, đúng không? Tôi đã tặng đóa hoa tử tiêu cho người này, hơn nữa, thực lực của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, e rằng khó mà đánh thắng được. Vừa nghĩ đến cảnh Tiêu Chính Văn giết Thiên Lăng Tử bằng một chiếc lá, Trương Lăng Phong vô cùng sợ hãi. Hừ, tôi có nghe nói về người này, nhưng bây giờ linh khí đã khôi phục. Sớm đã không còn là thiên hạ của hắn rồi. Một vị cường giả ngoài lãnh thổ không chịu bỏ cuộc nói. Hắn chính là người đã giết Thiên Lăng Tử bằng một chiếc lá, đánh tàn phế Đàm Hồng bằng một cú đấm. Nói xong, Trương Lăng Phong quay người rời đi. Hai vị cường giả ngoài lãnh thổ ở trong sảnh lớn vô cùng tức giận, toàn bộ khu biệt thự nhà họ Trương đều rung chuyển. Một lúc lâu sau, một vị cường giả ngoài lãnh thổ lên tiếng, đánh liều một lần. Hai. Vị cường giả ngoài lãnh thổ còn lại nặng nề thở dài. Giận thì giận nhưng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Không đánh nổi, hắn giết thiên thần bằng một cái lá, ngay cả cao thủ bán bộ nhân vương cũng không giết được hắn, hai người chúng ta đi cũng chỉ có thể chết mà thôi. Đợi chủ thượng trở về, chúng ta sẽ tính kế lâu dài. Không phải bọn họ nhát gan,
mà là hai người bọn họ đã là người có chiến lực cao nhất của nhà họ Trương. Nếu vội vàng tìm đường chết thì sao có thể bảo vệ được nhà họ Trương trước khi cao thủ thật sự của nhà họ Trương trở về. Bùm, bọn họ vừa nói xong, một ngọn núi nhỏ ở biệt thự nhà họ Trương sụp đổ, rõ ràng là đã bị một cú đấm của Trương Lăng Phong san bằng. Hắn vô cùng uất ức khi bị cướp ở nhà của mình, thậm chí còn không dám đuổi theo. Hắn sinh ra trong nhà họ Trương danh giá, ngay cả thiên tử Hoa Quốc cũng chưa từng khiến người nhà họ Trương phải chịu cảm giác nhục nhã như vậy. Nếu không chút được lửa giận trong lòng, Trương Lăng Phong cảm thấy mình sắp nổ tung. Chương 2475. Tiêu Chính Văn vừa bước ra khỏi trận pháp của nhà họ Trương thì điện thoại đổ chuông. Lấy điện thoại ra, lúc này Tiêu Chính Văn mới phát hiện có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Rõ ràng, trận pháp bảo vệ của nhà họ Trương đã chặn tất cả các tín hiệu điện tử. Tiêu Chính Văn lập tức nhấn nút trả lời, alo, Lâm Lâm, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói lo lắng của Chu Lâm Lâm, anh Tiêu, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, anh đang ở đâu? Hả, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, bởi vì Chu Hạo Nhiên và Chu Lâm Lâm vừa chuyển đến thành phố Sơn Thành, hiện giờ vẫn chưa có nơi nào để ở, cho nên hai bố bọn họ đều ở trong cửa hàng. Ngay cả bọn họ cũng không xử lý được thì chứng tỏ tình hình đang rất nghiêm trọng. Tôi đang ở Thiên Sơn, tôi sẽ về ngay. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp máy. Tiêu Chính Văn hít một hơi thật sâu, cũng không quan tâm nhiều, nhún người nhảy lên, đạp gió bay về hướng Sơn Thành. Lúc này, trong một trang viên ở Long Kinh, Tần Vũ và Đại trưởng Lão Võ Tông đang chỉ thị cho thuộc hạ khiêng mấy chục món đồ theo phong cách cổ điển vào trang viên. Ở cổng trang viên treo một tấm bảng lớn khắc chữ phủ nhà họ Quý. Chủ nhân của trang viên này có gốc gác từ Hoàng Thất Lý Đường. Sau cuộc biến loạn giữa thời nhà Đường, Hoàng Thất Lý Đường dần dần suy tàn. Cho đến sau này, vương triều nhà Đường Vương sụp đổ, con cháu của Lý Thế Dân mai danh ẩn tích để tránh tai họa. Trong số họ đã có người thêm một nét vào họ của mình. Kể từ đó mang họ Quý. Về sau, một số lượng lớn cao thủ có xuất thân từ nhà họ Lý đã tạo ra khoảng trời riêng của mình bên ngoài vùng lãnh thổ. Nhưng để che giấu tai mắt, bọn họ vẫn dùng họ Quý. Chỉ có một số ít người đứng đầu mới biết được bí mật này. Lúc này, ở trung tâm sảnh lớn, đang thờ phụng một tôn lệnh bài, bên trên khắc Tiểu Thái Tông, Lý Thiên Bá. Tần Vũ và Đại trưởng Lão Võ Tông cùng lạy ba lạy trước linh vị. Từ hành động này của người có thể thấy, Lý Thiên Bá nhất định là người có công với đất nước. Thực ra, trước khi cường giả ngoài lãnh thổ trở lại, ngoài vùng lãnh thổ đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Thiên đạo Minh Ước có ý định tiêu diệt Hoa Quốc để tìm năm trái tim rồng. Nhưng nhà họ Quý với tư cách là Hoàng Thất Lý Đường, bọn họ nhất quyết phản đối chuyện này. Đặc biệt là Lý Thiên Bá, người được gọi là Tiểu Thái Tông, đã đánh thẳng vào Thiên đạo Minh Ước. Cuối cùng không chống được địch đông, nên đã chết thảm trong đại bản doanh của địch. Anh hùng đất nước mà không được tế bái công khai, đúng là nỗi nhục của Hoa Quốc chúng ta. Đại trưởng lão vừa nói vừa nâng tay áo, lau nước mắt. Hai, người hiền tài xuất chúng thường hay bị đố kỵ. Chỉ hy vọng cậu Tiêu đừng bao giờ xa vào bước đường này. Tần Vũ lo lắng thở dài, nặng nề nói. Chương 2476. Tần Vũ vừa dứt lời, một ông cụ bước vào đại sảnh. Đầu tiên là đánh giá Tần Vũ và Đại trưởng Lão, sau đó mới mỉm cười nói, hai vị đều là quan chức lớn, đến thăm nơi nghèo nàn này thật sự là quá vinh hạnh. Ông lão này là một trong những người phát ngôn của nhóm người nhà họ Quý quay về đầu tiên. Mặc dù Quý Thiên Bá, cũng chính là Lý Thiên Bá gặp nạn vùng ngoài lãnh thổ, nhưng nhà họ Quý vẫn có một vị trí nhất định ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, vì cái chết của Lý Thiên Bá nên lần này trở về. Nhà họ Quý đã quyết định công khai chôn cất Lý Thiên Bá theo nghi lễ của vương tử, còn khôi phục lại họ tổ tiên của ông ta. Lấy danh nghĩa là huyền tôn đời thứ 123 của thiên tử Đại Đường, thông cáo thiên hạ. Sự trở lại cường thế của nhà họ Quý cũng đã làm chấn động năm đại danh sơn. Toàn bộ võ tông cũng đều tâm phục khẩu phục những thành tựu của nhà họ Quý. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với đại trưởng lão võ tông cùng với tổng tư lệnh của Hắc Băng Đài, ông lão vẫn không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ như cũ. Tại hạ Tần Vũ, xin hỏi nên xưng hô thế nào? Tần Vũ chắp tay lại nói với ông lão.
không phải Tần Vũ không biết tên họ ông lão, mà là anh ta không biết nên gọi ông lão là ông Quý hay ông Lý. Tuy chỉ là một cái tên đơn giản, nhưng sai một ly đi vạn dặm. Tôi là Quý Vân Hải, ông lão hờ hững trả lời. Sở dĩ Tiểu Thái Tông có thể được chôn dưới danh nghĩa nhà họ Lý là bởi vì ông ta chỉ có một thân một mình, lại thịt nát xương tan vì Hoa Quốc. Chỉ riêng sự quả quyết này thôi cũng xứng đáng là con cháu Thái Tông Lý Thế Dân của Đại Đường. Mà nhà họ Quý cũng vì vậy mà đặt ra một quy định rằng chỉ những người đã chết vì đất nước mới được chôn cất theo họ tổ, được thờ phụng ở tông miếu họ Lý. Kính chào ông Quý, đại trưởng lão nói rồi cũng cúi người thật thấp chào ông lão. Khách khí rồi, người đâu, dọn chỗ, rót trà. Giọng điệu của ông lão tuy đều nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm tột bậc. Ngay cả Tần Vũ là tổng tư lệnh Hắc Băng Đài cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách tỏa ra từ trên người ông lão. Chẳng mấy chốc, vài người hầu mặc trang phục thời nhà Đường đã chuyển ghế tới cho Tần Vũ và đại trưởng lão, đồng thời bưng hai tách trà thơm đến trước mặt hai người họ. Hai vị đều là thân cận bên cạnh thiên tử, đặc biệt là cậu Tần đây, hằng ngày trăm công nghìn việc, sẽ không tới chỉ vì muốn thắp cho cháu tôi nén hương đâu nhỉ. Ông lão thổi nhẹ lá trà trong cốc rồi nhẹ nói. Tần Vũ và đại trưởng lão nhìn nhau, do dự hồi lâu mới nói thật không dám giấu, những năm gần đây, rất nhiều cường giả vùng ngoài lãnh thổ đã trở lại. Chỉ tính riêng cường giả cảnh giới thiên thần ở các nước quay về đã lên tới con số hàng trăm, mà cường giả cảnh giới thiên thần thật sự quay về của Hoa Quốc không đến 50. Không chỉ tôi, ngay cả thiên tử cũng rất lo lắng. Bây giờ Hoa Quốc đứng đầu thiên hạ, mấy trăm năm trở lại đây, các cường quốc thống trị một phương đều không cam tâm khuất phục Hoa Quốc. Chương 2477. Vì vậy, những người sáng suốt trong giới chính trị rất lo lắng các cường quốc sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ với Hoa Quốc. Vẻ mặt Tần Vũ nghiêm trọng nói. Trong 5 năm qua, với sự trở lại của một số lượng lớn các cường giả ngoài vùng lãnh thổ, mối quan hệ giữa Hoa Quốc và các cường quốc phương Tây trước đây trở nên vô cùng mong manh. Mặc dù các cường quốc ở Âu Lục và Mỹ Lục vẫn tôn trọng Hoa Quốc, làm việc gì cũng phải nhìn vào sắc mặt của Hoa Quốc, nhưng dần dần đã có xu hướng thay đổi. Đặc biệt là Hoa Quốc, cho tới nay vẫn chưa có cường giả thiên thần thiên cấp 4 sao trở lại, về thực lực đã xuất hiện khoảng trống. Trước kia Hoa Quốc có thể áp chế khiến nhiều nước thần phục, hoàn toàn là do sự quả quyết sát phạt của Tiêu Chính Văn. Cuộc tàn sát càn quét thiên hạ đó đủ khiến các cường giả trong quá khứ khiếp sợ, không dám manh động. Nhưng thời gian trôi qua, uy danh của Tiêu Chính Văn ngày một giảm sút. Hơn nữa, mặc dù bây giờ mọi người đều biết Tiêu Chính Văn đang còn sống, nhưng không ai biết rốt cuộc anh ẩn cư nơi nào. Hơn nữa, một thời gian trước, việc Võ Tông Hoa Quốc bôi nhỏ Tiêu Chính Văn cũng đã truyền đến các nước khác. Không chỉ có Võ Tông Hoa Quốc hoài nghi việc Tiêu Chính Văn một mình giết chết hơn chục cường giả ngoài vùng lãnh thổ, mà ngay cả những cường giả của các quốc gia khác cũng đồng loạt đứng dậy làm chứng Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể có sức chiến đấu đáng kinh ngạc như vậy. Khi vấn đề này không ngừng được bàn tán, dư luận ngày càng trở nên bất lợi cho Hoa Quốc. Hơn nữa, thiên tử đã bí mật ra lệnh cho lính biên phòng của Hoa Quốc tăng cường cảnh giác, cả đất nước đã ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp 2. Ông Quý khẽ thở dài nói, e rằng nhà họ Quý chúng tôi sẽ không thể làm được gì nhiều. Sau khi Thiên Bá chết trong tay Thiên Đạo Minh Ước, nhà họ Quý cũng nhất thời rơi vào hoàn cảnh nguy nan. Nếu Lý Thiên Bá vẫn còn sống, thì chỉ cần ông ta nói một lời, những cường giả quay về từ vùng ngoài lãnh thổ sẽ nhất loạt nghe theo. Nhưng bây giờ, đi đâu mà tìm Lý Thiên Bá thứ hai? Dù sao Lý Thiên Bá cũng có danh tiếng rất rộng ở ngoài vùng lãnh thổ, có thể gọi là người mạnh nhất dưới cảnh giới Nhân Vương. Chỉ cần Nhân Vương không xuất hiện thì không ai có thể đánh bại ông ta. Riêng với sức mạnh chiến đấu này, ít nhất có thể bảo vệ được Hoa Quốc không cần lo lắng. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Bá đã chết, cho dù nhà họ Quý muốn giúp đỡ, cũng không thể tìm được một cường giả thứ hai mạnh như Lý Thiên Bá. Ông Quý, thật ra, điều tôi lo lắng nhất không phải là các nước không thần phục, mà là năm trái tim rồng và di tích của Long tộc đều ở Hoa Quốc. Điều này có nghĩa là gì, dù tôi không nói ra, ông Quý cũng có thể hiểu mà nhỉ. Chỉ đơn giản một đóa hoa tử tiêu nhỏ cũng có thể khiến cường giả cảnh giới thiên thần ra tay giao đấu kịch liệt, các thế lực lớn tranh giành bằng mọi giá, huống hồ là bí mật của Long tộc. Tần Vũ nhíu mày, trầm giọng nói. Di tích Long tộc có sức hấp dẫn quá lớn đối với người đời.
Chương 2478. Chính vì hàng nghìn năm nay không có ai nhúng tay vào, cho nên, truyền thuyết về di tích Long tộc càng ngày càng huyền bí. Thậm chí có một số tin đồn rằng chỉ cần hít một hơi không khí trong di tích Long tộc có thể trường sinh bất tử. Tất nhiên, mọi người sẽ chỉ coi đó như một câu nói đùa, nhưng điều này đủ để chứng minh vị thế của di tích Long tộc trong mắt người đời. So với năm đại danh sơn, điều mà Tần Vũ quan tâm chính là sự an nguy của nhân dân Hoa Quốc. Dù sao họ không có thực lực mạnh mẽ, cũng không có sự che chở của trận pháp bảo vệ núi. Một khi có chiến tranh, chắc chắn sẽ chăm họ lầm than. Ông Quý nghe Tần Vũ nói vậy, chỉ yên lặng gật đầu, không nói lời nào. Nếu người đó vẫn còn, hai, tất cả những điều này là mơ mộng hão huyền, ông Quý nói rồi lại thở dài. Người ông lão định nói chính là thủy tổ của Hoa Sơn, Quý Chấn Thiên. Trên thực tế, trận pháp của nhánh chính Hoa Sơn đều có nguồn gốc từ Hoàng Thất Lý Đường. Do đó, mới có trận pháp không gian. Ngay cả nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng không hiểu gì về bí ẩn của trận pháp không gian này, đây là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng ai biết Quý Chấn Thiên đã đi đâu. Tìm một người có cảnh giới giống với Lý Thiên Bá đâu có dễ. Ông Quý, tôi nghĩ ông đang nói đến tiền bối Quý Chấn Thiên, đúng không? Mắt Tần Vũ lóe sáng, anh ta đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ông Quý khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Sở dĩ nhà họ Lý của tôi có thể trấn áp vùng ngoài lãnh thổ là nhờ có Đại Hắc Thiên. Tuy nhiên, trận pháp này quá bí ẩn, Thiên Bá là một trong số ít nhân tài trong nhà họ Lý chúng tôi. Người duy nhất có thể so sánh với Thiên Bá là Quý Chấn Thiên. Nếu tìm thấy cụ ta, có lẽ có thể khiến cụ ta giả làm Thiên Bá, nhưng, nói đến đây, ông Quý lại lắc đầu nguầy nguậy, đây hoàn toàn là kẻ ngu ngốc nói chuyện viển vông. Xì, nghe vậy. Tần Vũ chớp mắt nói, ông Quý, thật ra còn có một người khác, tại Đại hội Võ Lâm Thiên Sơn mấy ngày trước, có một người thi triển Đại Hắc Thiên, hơn nữa còn một chiêu giết chết Đàm Hồng. Cái gì, ông Quý không khỏi ngạc nhiên khi nghe vậy. Đại Hắc Thiên chưa từng được truyền ra bên ngoài, ngoại trừ người nhà họ Lý, không thể có ai thi triển được trận pháp bí ẩn như vậy. Nếu để người này giả làm tiền bối Thiên Bá, không biết ông Quý thấy thế nào, có khả thi không? Đại trưởng lão Võ Tông vội vàng đứng dậy, chắp tay. Chuyện này, chỉ là dáng vẻ của bọn họ tương đối khác nhau, làm sao có thể đóng giả. Ông Quý cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Chương 2479. Nghe thấy vậy, Tần Vũ khẽ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ ra người nói, ông Quý, Hắc Băng Đài của tôi không có bản lĩnh gì. Nhưng nói về thuật thay đổi khuôn mặt nếu chúng tôi đứng thứ hai thì không ai dám xưng đứng thứ nhất. Ông Quý nhìn thấy chiếc mặt nạ ra người, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông Quý chưa kịp nói thì một người đàn ông trung niên đã bước vào từ ngoài cửa. Phía sau người đàn ông trung niên, còn có một cô gái trẻ theo sau. Hai người lần lượt đi tới giữa đại sảnh, lạnh lùng liếc nhìn Tần Vũ và đại trưởng lão, lạnh giọng nói, nhà họ Quý là hậu duệ của Lý Đường. Sao có thể để cho loại chó mèo nào cũng có thể tùy ý mạo danh? Không sai, uy danh của chú Năm sao có thể dễ dàng để người ta làm dơ bẩn? Hai người đồng thời lên tiếng, hiển nhiên rất bất mãn với đề nghị của Tần Vũ. Ông Quý quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên và cô gái trẻ, trầm giọng nói, vì lợi ích của Hoa Quốc, người nhà họ Lý có thể xông pha chiến trường, có thể không màng đến vinh nhục của bản thân. Mọi người phải luôn nhớ rằng đây là lời dạy của Thiên Tử Đại Đường. Cho dù họ Lý chúng ta đã đổi họ thành họ Quý, nhưng chúng ta vẫn là con cháu của Thiên Tử Lý Đường. Nhưng, ông nội, chú Năm, câm miệng, ông Quý khẽ cau mày, lạnh lùng quát, lợi ích của đất nước luôn được đặt lên trên tất cả mọi thứ. Nhà họ Lý ta có thể mất đầu đổ máu vì Hoa Quốc, không có gì là không thể hy sinh. Thấy ông Quý tức giận, cô gái trẻ cũng không dám nói nữa. Chỉ đành lùi ra phía sau người đàn ông trung niên. Bố, chuyện này có cần bàn bạc lại với các trưởng lão khác trong gia tộc không? Người đàn ông trung niên thấp giọng hỏi. Ông Quý khẽ lắc đầu nói, không được, con phải nhớ, dù là con hay là con của con thì cũng luôn phải nhớ rằng, chúng ta họ Lý. Lúc Thái Tông hấp hối đã có di huấn rằng nhà họ Lý đời đời kiếp kiếp bảo vệ Hoa Quốc, nếu phạm phải lời thề này thì không còn là con cháu Thái Tông nữa. Nghe ông Quý nói xong, người đàn ông trung niên không còn cách nào khác đành phải nuốt những lời muốn nói xuống. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng vội vã trở lại tiệm ngọc.
chỉ thấy ở cửa tiệm ngọc có rất đông thành viên đội chấp pháp vây quanh, hơn nữa, còn có một số thành viên đội chấp pháp đang ghi chép. Anh Tiêu, cuối cùng anh cũng về rồi. Chu Lâm Lâm nhìn thấy Tiêu Chính Văn chen lấn ra khỏi đám đông, vội vàng đi tới đón anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn chỉ vào thành viên đội chấp pháp xung quanh nói. Sao thế? Chu Lâm Lâm còn chưa kịp nói gì thì một người đàn ông trẻ mặc vest đen chắp tay đi tới chỗ Tiêu Chính Văn. Chương 2480. Chúng tôi là thành viên của tổ chuyên án điều tra vụ án cướp của và giết người hàng loạt 7.16. Tôi là đội trưởng, tên Bồi Thanh Minh. Người đàn ông trẻ vừa nói, vừa giơ cuốn sổ xanh trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn giấy chứng nhận trong tay gã, khẽ nhíu mày nói, thực xin lỗi, cho dù là án giết người cướp của thì anh cũng không có lý do gì để phong tỏa cửa tiệm của tôi. Nghe vậy, Bồi Thanh Minh liếc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không hài lòng, chế nhạo, thì ra anh là ông chủ của tiệm ngọc này à? Người chúng tôi tìm chính là anh, bây giờ, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Nói xong, Bồi Thanh Minh nháy mắt với hai thành viên trong đội chấp pháp phía sau gã. Hai thành viên đội chấp pháp lấy còng tay ra, bước tới chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không thèm quan tâm đến Bồi Thanh Minh mà quay sang nói với Chu Lâm Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hừ, anh còn tâm trạng hỏi những câu này sao? Nếu tôi là anh, tôi sẽ nghĩ xem nên giải thích tội trạng thế nào thì hơn. Chu Lâm Lâm còn chưa kịp nói, Bồi Thanh Minh đã nói với vẻ chế nhạo. Tôi khuyên anh tốt nhất là câm miệng lại. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Bồi Thanh Minh, lạnh lùng quát. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn kiêu ngạo như vậy, sắc mặt của hai thành viên đội chấp pháp phía sau Bồi Thanh Minh đột nhiên sa sầm lại, một người đưa tay sờ súng lục trên eo, đồng thời bước lên nói, vật chứng nhân chứng đầy đủ. Anh còn dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với đội trưởng của chúng tôi sao? Bồi Thanh Minh khẽ xua tay, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, hừ, tốt lắm, tôi đã gặp rất nhiều người cứng miệng, cũng từng gặp không ít người có thân phận và gia thế. Nhưng người ở chỗ chúng tôi có thể chịu đựng qua 3 ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi hy vọng anh có thể chịu đựng lâu hơn. Tiêu Chính Văn không thèm quan tâm đến Bồi Thanh Minh mà nhìn Chu Lâm Lâm. Anh Tiêu! Sáng nay có 3 vị khách ở nơi khác đến tiệm chúng ta nói rằng họ muốn mua ngọc bích hòa điền ngọc, hơn nữa còn muốn làm thành dây đeo bình an. Nhưng không biết tại sao 3 vị khách này đột nhiên nôn ra máu rồi ngã xuống đất, tiền trên người cũng không cánh mà bay. Nói đến đây, Chu Lâm Lâm liếc nhìn 2 người đứng bên cạnh xem trò vui. Tiêu Chính Văn nhìn theo ánh mắt của Chu Lâm Lâm, thấy được 2 người đó đều có thực lực ảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Đối với cao thủ cảnh giới thiên vương mà nói, bọn họ không cần động tay đến việc giết người cướp của mà chỉ cần khống chế đồ vật là có thể làm được. 2 người này đi cùng 3 vị khách kia sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, chỉ 5 phút sau khi 3 vị khách kia ngồi xuống thì 2 người bọn họ cũng vào tiệm chúng ta. Nhưng khi hỏi bọn họ mua gì thì bọn họ chỉ nói vào xem thử, cũng không nói chuyện với nhân viên của tiệm. Tôi nghi ngờ 2 người bọn họ chính là hung. Chu Lâm Lâm còn chưa kịp nói xong, Bồi Thanh Minh đột nhiên bước tới, chỉ vào mũi Chu Lâm Lâm, quát lớn, này cô gái, tôi cảnh cáo cô, tội vu oan cho người khác cũng bị kết án đấy. Chương 2481. Nếu cô còn dám nói thêm một lời nào nữa, chúng tôi sẽ lập tức bắt cô và trừng trị theo pháp luật. 2 thành viên đội chấp pháp bên cạnh Bồi Thanh Minh rút còng ra, nhìn Chu Lâm Lâm với ánh mắt hung dữ. Thi thể ở đâu? Tiêu Chính Văn tiếp tục không để ý đến đám người Bồi Thanh Minh, quay lại hỏi Chu Lâm Lâm. Thi thể đã bị bọn họ mang đi rồi. Chu Lâm Lâm tức giận trừng mắt nhìn Bồi Thanh Minh. Ồ, Tiêu Chính Văn quay lại nhìn Bồi Thanh Minh, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh chỉ là một người dân bình thường, anh có tư cách gì mà khám nghiệm tử thi? Bây giờ, không chỉ có người chết trong tiệm ngọc của anh, mà hàng triệu tệ tiền mặt trên người họ cũng biến mất. Điều này chứng tỏ cửa tiệm này của anh có vấn đề. Nếu anh không có một lời giải thích rõ ràng thì đừng nói đến chuyện cửa tiệm này không thể mở lại mà ngay cả anh cũng đừng hòng tẩu thoát. Bồi Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nói này, người ta mở tiệm bán ngọc, cho dù muốn giết người cướp hàng thì cũng không thể làm chuyện như vậy trong cửa tiệm của chính mình được, điều này thật vô lý. Đúng vậy, trong cửa hàng còn có người chết, đây chẳng phải là muốn bị bắt sao? Một vài người hóng hớt chuyện cũng không chịu đựng nổi, lần lượt đặt câu hỏi. Bây giờ tình tiết vụ án vẫn chưa rõ ràng,
không cần đến đám dân thường các người chĩa mõm vào. Ai dám nói nửa lời thì sẽ bị trừng trị cùng tội danh, giết ngay tại chỗ. Bồi Thanh Minh giống như con chó bị giẫm phải đuôi, lạnh giọng quát mắng với vẻ mặt hung dữ. Đừng nói đến những người dân bình thường mà ngay cả chủ tịch thành phố Sơn Thành cũng phải nể mặt gã. Nhưng không ngờ, bây giờ mấy người dân bình thường này lại dám chất vấn gã. Hừ, ba người kia rõ ràng là bị hai người này giết. Đối với cao thủ cảnh giới thiên vương, giết người rồi khống chế đồ vật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, tại sao các người chỉ lục soát chúng tôi, lúc đó hai người kia cũng ở trong tiệm mà. Tôi dám nói bây giờ khoản tiền kia đang ở trên người bọn họ. Chu Lâm Lâm chỉ vào hai vị võ giả đang xem trò vui kia, lạnh lùng nói. Hỗn láo, Bồi Thanh Minh trừng mắt, nghiến răng gầm lên, cô đang dạy chúng tôi phải làm gì sao? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Bồi Thanh Minh, khẽ cười nhạo. Đối phương rõ ràng là muốn đổ tội cho anh, sau đó trong quá trình điều tra xét xử sẽ bí mật xử lý anh, rồi vụ án này sẽ không thể đảo ngược được nữa. Tiêu Chính Văn sao có thể trơ mắt nhìn thủ đoạn bỉ ổi này được? Chương 2482. Chỉ là anh đang thắc mắc, bây giờ giới chính trị gần như đã đối lập hoàn toàn với Võ Tông, Bồi Thanh Minh làm vậy, chứng tỏ đã phản bội giới chính trị. Sau lưng gã nhất định phải có người hỗ trợ, nếu không, dù có cho gã mượn 10 lá gan thì gã cũng không dám làm chuyện này. Anh Tiêu, xin anh hãy tin tôi, ba người đó chắc chắn đã chết trong tay hai người bọn họ. Chu Lâm Lâm tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, cô ấy nóng lòng muốn xông lên bắt hai kẻ sát nhân kia ra trước công lý. Đúng là những lời nhảm nhí, người ta chỉ vào tiệm xem thử, con mắt nào của cô nhìn thấy người ta giết người cướp của hả? Theo tôi thấy, cô chỉ là muốn che giấu cho kẻ chủ mưu. Bồi Thanh Minh chắp tay sau lưng, nheo mắt, hung dữ nhìn Chu Lâm Lâm. Cô có chắc chắn bọn họ là hung thủ không? Tiêu Chính Văn hỏi Chu Lâm Lâm. Chu Lâm Lâm gật đầu, nói rất chắc chắn, ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là cao thủ cảnh giới chuẩn thiên vương một sao cũng có thể dễ dàng lấy mạng người nào đó. Hơn nữa lúc đó trong tiệm chỉ có 5 người bọn họ, không thể là người khác được. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, hàng chục xe quân đội đột nhiên chạy ầm ầm tới. Trong nháy mắt, mười mấy con phố xung quanh đã bị bao vây. Bồi Thanh Minh liếc nhìn xung quanh, nói với vẻ mặt nham hiểm, thời gian không còn nhiều nữa, bên trên vẫn đang thúc giục đấy. Người đâu, bắt tất cả mọi người trong tiệm ngọc này lại rồi áp giải đi. Dù có bắt người cũng phải có chứng cứ đầy đủ. Sắc mặt Tiêu Chính Văn bỗng trở nên lạnh như băng. Để đối phó với Tiêu Chính Văn, Bồi Thanh Minh đã điều động cả quân đội, có thể thấy đối phương đã nhắm vào mình. Chứng cứ, đợi khi anh đến chỗ chúng tôi dĩ nhiên sẽ có chứng cứ. Hơn nữa từ đầu đến cuối người ta cũng không đến gần bàn kia. Nói xong, Bồi Thanh Minh lấy băng ghi hình tạm thời ra rồi lắc lư trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng dù sao họ cũng là cao thủ cảnh giới thiên vương, có thể khống chế đồ vật từ xa, cao thủ cảnh giới thiên vương nào cũng có thể dễ dàng làm được điều này. Chu Lâm Lâm vốn dĩ là cảnh giới thiên vương, sao có thể không biết những mánh khóe trong đó. Rõ ràng đối phương đang nhắm vào Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn là hãm hại một cách tàn ác nhất. Bồi Thanh Minh cười khẩy nói, vậy được, các người nói người ta có thể khống chế đồ vật, giết người cách một lớp không khí thì lấy chứng cứ ra đây, chỉ cần có chứng cứ tôi sẽ tin. Không có chứng cứ thì từng người ở tại đây đừng hòng ai có thể thoát được. Bồi Thanh Minh được Vương Xương Bình phái đến để gây phiền phức cho Tiêu Chính Văn, hơn nữa Vương Xương Bình còn đang âm thầm bày mưu tính kế cho gã, có thể bí mật tiêu diệt mấy người Tiêu Chính Văn. Chương 2483. Bồi Thanh Minh đã làm không ít những chuyện tương tự như thế. Hơn nữa từ trước đến nay đều có thể chót lọt, chứng tỏ gã luôn tuân thủ nguyên tắc diệt cỏ tận gốc. Vì lo người trong tiệm ngọc bỏ chạy hoặc có bất kỳ tin tức nào tiết lộ ra ngoài, gã mới điều động số lượng lớn quân đội đến phong tỏa hai con đường gần đó. Anh, Chu Lâm Lâm giận tái mặt. Bồi Thanh Minh đang muốn giả mồm lấn át lẽ phải, hơn nữa cũng đang bày mưu tính kế mấy người Chu Lâm Lâm. Nếu mấy người Chu Lâm Lâm khống chế đồ vật từ xa thì Bồi Thanh Minh sẽ có lý do đầy đủ để bắt người. Anh cái gì mà anh? Nói cho các cô biết, từ đầu tôi đã biết trong các cô có võ giả. Nhưng nếu các cô cả gan dám phản kháng là đang đối đầu với quốc gia, giới chính trị sẽ không tha cho các cô dễ dàng vậy đâu.
Hơn nữa các cô cũng thấy rồi đấy, xung quanh đây đều là quân đội Hoa Quốc, các cô chỉ cần dám động thì ông đây ra lệnh một tiếng, hai con phố này sẽ biến thành cho bụi. Dứt lời, Bùi Thanh Minh vung tay lên, họng súng của mười mấy chiếc xe thiết giáp nhắm vào đám người Tiêu Chính Văn. Mặc dù sau khi linh khí khôi phục, cao thủ Hoa Quốc mọc lên như nấm, đừng nói là cao thủ cảnh giới thiên thần, ngay cả cảnh giới chiến thần cũng không sợ vũ khí nóng. Nhưng đánh lại hay không là một chuyện, dám động vũ khí với quân đội chính quy của quốc gia lại là chuyện khác. Dám động đến quân đội Hoa Quốc đồng nghĩa với việc phản bội đất nước, cả Hoa Quốc sẽ không có nơi dung thân cho mấy người Tiêu Chính Văn. Đây cũng chính là sự nham hiểm của Bùi Thanh Minh. Bất kể Tiêu Chính Văn buông tay chịu trói hay liều mạng chống đối thì cũng chỉ có con đường chết. Hai võ giả bên cạnh cũng cười khẩy với mấy người Tiêu Chính Văn, bày ra bộ dạng xem kịch hay. Tiêu Chính Văn lướt nhìn Bùi Thanh Minh rồi lại nhìn hai võ giả. Lâm Lâm, cô có chắc hai người bọn chúng là hung thủ không? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi lại lần nữa. Chắc chắn là họ, tôi dám đảm bảo bằng cả tính mạng. Chu Lâm Lâm nói chắc như đinh đóng cột. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, vậy thì dễ giải quyết. Nói xong, Tiêu Chính Văn giơ một ngón tay lên với một võ giả trong đó. Võ giả đó vừa định giơ ngón giữa lên với Tiêu Chính Văn nhưng ngay sau đó cả người võ giả đó nổ tung, biến thành một đồng thịt nhão. Võ giả còn lại vẫn chưa kịp hoàn hồn xem chuyện gì xảy ra thì Tiêu Chính Văn xoay người lại mỉm cười với võ giả kia, sau đó lại giơ một ngón tay ra. Bùm, võ giả còn lại thậm chí không kịp né cũng biến thành đống thịt nhão. Chương 2484. Chỉ trong tích tắc, xương cốt của hai cao thủ cảnh giới thiên vương biến mất, tất cả mọi người đều trố mắt. Nhất là Tiêu Chính Văn dám công khai giết người trước mặt hàng trăm người vây xem, điều này đã đảo ngược nhận thức của họ với Tiêu Chính Văn. Trước đó trong mắt hàng xóm xung quanh, Tiêu Chính Văn là một người rộng lượng. Cho dù ai đang cố ý làm khó anh hay giữa hàng xóm xảy ra mâu thuẫn, Tiêu Chính Văn luôn là người xin lỗi đầu tiên. Hơn nữa chưa từng xảy ra tranh chấp với bất kỳ ai, trong mắt tất cả mọi người Tiêu Chính Văn là hình tượng một thanh niên tính cách ôn hòa. Ai mà ngờ tên này không ra tay thì thôi, một khi ra tay đánh người lại chấn động đến thế. Bùi Thanh Minh hoàn hồn lại không khỏi cảm thấy tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn quát, hỗn lão. Anh dám giết người trước mặt tôi sao? Chứng cứ đâu? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt cười nói, vừa rồi tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho tôi không đến gần họ, tôi đứng cách họ ít nhất cũng hơn 20 mét, hơn nữa trên người tôi không có bất kỳ hung khí nào. Tiêu Chính Văn cười khẩy đáp, thế còn cần chứng cứ sao? Rõ ràng là anh, lẽ nào anh bị mù à? Tôi đứng đây nãy giờ, đến gần họ khi nào? Ai nhìn thấy tôi ra tay với họ? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Anh, ai cũng biết cường giả thiên vương có thể điều khiển đồ vật cách một tầng không khí. Xin lỗi nhé, tôi đã thay anh ghi âm lại mấy lời này rồi, quay về tôi sẽ giao đoạn ghi âm này cho cấp trên của anh. Còn nữa, bảo người của anh lập tức rời khỏi đây, tiệm ngọc của tôi vẫn còn muốn làm ăn. Làm lỡ việc kinh doanh của tôi, e là chức vị của anh cũng không đền nổi đâu. Nói rồi Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ vào vai Bùi Thanh Minh. Chắp một tay sau lưng đi vào tiệm ngọc. Sắc mặt Bùi Thanh Minh xanh mét nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chính Văn. Vương Xương Bình giao cho gã, bất kể như thế nào cũng phải giết chết Tiêu Chính Văn. Nhưng hiện giờ lại để Tiêu Chính Văn huênh hoang đi khỏi đây như thế. Chỉ là gã chưa kịp lên tiếng, một tiếng bạt tai rõ to vang lên bên tai tất cả mọi người. Bốp bốp bốp, ba cái tát liên tiếp khiến Bùi Thanh Minh nổ đom đóm mắt. Mấy đàn em đứng cạnh gã vội vàng giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng nói, đội trưởng Bùi, không phải bọn tôi. Tiêu Chính Văn quay đầu lại mỉm cười nhìn Bùi Thanh Minh, đội trưởng Bùi, mặt anh sao thế? Chương 2485. Lúc này lại nhìn sang mặt Bùi Thanh Minh đã sưng lên như mông khỉ, ngay cả mắt cũng sưng húp. Nhưng không ai nhìn thấy rốt cuộc người nào đã ra tay đánh Bùi Thanh Minh, ba cái tát quả thật đã đánh lên mặt gã. Lúc này Bùi Thanh Minh đã tức đến mức sắp phát điên nhưng vẫn không có chứng cứ. Họ Tiêu kia, anh được lắm, bọn này chờ xem. Dứt lời, sắc mặt Bùi Thanh Minh cực kỳ khó coi vung tay dẫn theo mấy tên đàn em bỏ đi. Gã cứ thế mà đi, quân đội ở đằng xa cũng gỡ bỏ phong tỏa. Nhìn bóng lưng của Bùi Thanh Minh,
Chu Lâm Lâm không khỏi lau mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Đúng là không thể xem thường thực lực của Tiêu Chính Văn, nhưng đối đầu với Bồi Thanh Minh đồng nghĩa với chuyện gieo hạt mầm tai họa cho sau này. Lúc này Bồi Thanh Minh đã chạy khỏi tầm mắt của mọi người, lập tức gọi điện cho Vương Xương Bình, báo cáo lại những gì đã xảy ra cho hắn nghe. Gì cơ, ngay cả người của chúng ta mà cũng dám giết à? Xem ra không cho chúng biết thế nào là lễ độ thì chúng cứ vẫy đuôi lên trời. Thôi vậy, cậu quay về đây, mấy ngày nữa tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Nói xong, Vương Xương Bình cúp máy. Mặc dù lần này bề ngoài Vương Xương Bình đang tỏ ý giúp Ngô Lân nhưng thật ra bản thân hắn cũng có thể lấy được không ít lợi ích từ trong đó. Chỉ riêng hàng tồn trong tiệm ngọc của Tiêu Chính Văn thôi đã có giá trị không nhỏ. Một khi tịch thu những món đồ này thì chẳng phải trở thành vật trong kho của hắn sao? Ngay cả vì số tài sản lớn này, Vương Xương Bình cũng sẽ cố hết sức. Dù sao mục đích của những người làm quan chức như họ cũng là vì kiếm lợi ích, hơn nữa sau lưng lại có năm đại danh sơn chống lưng, dù tham ô tất cả tài sản trong tiệm ngọc của Tiêu Chính Văn, có ai dám làm gì được hắn. Hơn nữa lần này hắn cũng muốn mượn chuyện của Tiêu Chính Văn để ra oai với giới thượng lưu ở Long Kinh. Đừng nhìn hắn là đại diện của năm đại danh sơn mà lầm, bốn gia tộc lớn lại không hề giữ thể diện cho hắn. Nhất là nhà họ Viên và nhà họ Đông Phương có thể chế giễu hắn. Thậm chí Đông Phương Tuyết Ngưng còn từng chỉ vào mặt mắng hắn chẳng qua chỉ là một con chó trước mặt bao nhiêu là người. Thế nên dạy dỗ Tiêu Chính Văn không chỉ là đang ra mặt cho nhà họ Ngô mà còn để cho người của bốn gia tộc lớn nhìn thấy. Để họ biết rõ bây giờ đã khác xưa, bốn gia tộc lớn của họ đã không thể hô mưa gọi gió ở Hoa Quốc từ lâu rồi. Mặt khác, Bồi Thanh Minh lại gọi cho Ngô Lân, sau đó kể lại chuyện hai cao thủ chết thảm cho Ngô Lân nghe. Gì cơ, thế giết người trên phố à? Hừ, hay lắm, tôi sẽ tự mình dẫn người đến nhìn xem ông chủ nhỏ một tiệm ngọc có bản lĩnh ra sao. Ngô Lân cười khẩy rồi cúp máy. Chương 2486. Nhà họ Ngô có thể được gọi là đứng đầu trong các gia tộc võ thuật trong nước. Đừng nói là một ông chủ tiệm ngọc nhỏ bé, dù là năm đại danh sơn cũng sẽ nể mặt nhà họ Ngô. Lần này Tiêu Chính Văn đánh bạn gái của hắn trước mặt bao nhiêu người đồng nghĩa với việc vả mặt nhà họ Ngô. Chuyện này không tính, ngay cả người Vương quốc Xương cử đến mà Tiêu Chính Văn cũng dám giết, đây đã không chỉ là đang khiêu khích nhà họ Ngô nữa. Mà là quá mức ngông cuồng. Loại người này phải để hắn nếm trải quả đắng mình gieo mới được. Huống hồ một ông chủ tiệm ngọc nhỏ có lai lịch lớn thế nào được. Ngay cả người như này cũng dám hỗn láo thì sau này Hoa Quốc nào quy tắc gì nữa đây. Thật ra Ngô Lân đã xem nhà họ Ngô là một trong những người đặt ra quy định trong tương lai từ lâu. Tất cả những người ngoài giới của họ chỉ có thể để mặc chúng uy hiếp, bắt nạt. Trong mắt chúng người nào dám chống đối và bất mãn đều không thể tha thứ. Lúc này Trương Lăng Phong vừa chút hết cơn giận quay lại sảnh lớn thì điện thoại vang lên. Cúi đầu nhìn dãy số gọi đến, Trương Lăng Phong vội nhấn nút nghe. Cô về rồi à, Trương Lăng Phong cung kính nói. Người gọi cho hắn chính là cô chủ nhà họ Đông Phương, Đông Phương Tuyết Ngưng. Lúc ở Âu Lục, hai người cùng vào học viện võ thuật để học tập, hơn nữa hai người cũng đều xem Tiêu Chính Văn là cái gai trong mắt, thế nên hai người cũng xem như có chút quan hệ. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Âu Lục, mặc dù học viện võ thuật đã hoàn thành sứ mệnh của mình nhưng vẫn chưa giải tán. Sau khi lấy được trận pháp bí mật, Trương Lăng Phong quay về nước ngay. Còn Đông Phương Tuyết Ngưng vẫn ở lại Âu Lục tiếp tục học cao hơn. Mặc dù nhà họ Đông Phương cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở Hoa Quốc, nhưng tài nguyên trong giới võ thuật lại cách biệt một trời một vực với nhà họ Trương. Đông Phương Tuyết Ngưng chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của mình từng bước khó khăn tiến về phía trước. Mãi đến một năm trước, Đông Phương Tuyết Ngưng liên tiếp đánh bại bốn cường giả cảnh giới thiên vương một sao của Âu Lục, một bước trở thành ngôi sao mới được yêu thích của Hoa Quốc. Đồng thời cũng đưa cô ta lên địa vị cực cao trong võ giả thế hệ trẻ của Hoa Quốc. Ngay cả năm đại danh sơn cũng phải thừa nhận thực lực của Đông Phương Tuyết Ngưng. Ừ, tôi vừa về, anh có tin tức của người kia không? Đông Phương Tuyết Ngưng ở đầu bên kia điện thoại bình tĩnh nói. Người kia. Chương 2487. Trương Lăng Phong không khỏi cười khổ nói, không giấu gì cô, tôi vừa bị hắn đánh cho tơi bời, bây giờ người kia vẫn là cường giả mà tôi và cô không thể chạm đến.
Trong lời nói của hắn cũng tỏ ý rằng đừng nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng được năm đại danh sơn thừa nhận, thậm chí có thể chém giết tứ phương ở Âu Lục mà lầm, so với Tiêu Chính Văn cô ta chẳng là gì cả. Thật ra quan hệ giữa Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cực kỳ vi diệu. Hai người họ đều xuất thân từ gia tộc, có quan hệ vừa gần vừa xa với năm đại danh sơn. Xuất thân của hai người lại khá giống nhau, hơn nữa lại có trải qua một số chuyện cùng nhau, vô hình chung đã khiến tình cảm của họ xích lại gần nhau hơn. Thế nên những tin tức mà Trương Lăng Phong không bao giờ tiết lộ với người ngoài dĩ nhiên sẽ không giấu Đông Phương Tuyết Ngưng. Ồ, sau khi linh khí được khôi phục, người kia vẫn hống hách vậy sao? Đông Phương Tuyết Ngưng ở đầu bên kia điện thoại không hề tức giận mà ngược lại giọng điệu còn ẩn chứa vẻ phấn khích. Từ sau khi linh khí được khôi phục, địa vị của nhà họ Trương đã khác xưa. Tiêu Chính Văn vẫn dám làm như thế chứng tỏ anh ta đã nắm chắc phần thắng. Đây là dấu hiệu của thực lực. Hừ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà, nhưng một đóa hoa tử tiêu mà thôi, không cần cũng được. Thuốc quý chỉ nhìn mà không dùng, nhưng cây hoa tử tiêu đó cho hắn thì có làm sao? Trương Lăng Phong mạnh mẽ nói. Ha ha ha, đầu bên kia vang lên giọng cười như tiếng chuông của Đông Phương Tuyết Ngưng. Dù là ai cũng có thể nghe ra được sự ghen tị trong lời nói của Trương Lăng Phong. Nhưng dù sao tình cảm của hai người họ cũng khác thường, thế nên Đông Phương Tuyết Ngưng cũng không vạch trần. Tôi đã trở về, sao có thể không đến thăm anh ta được chứ? Đến lúc đó tôi sẽ đòi lại cây hoa tử tiêu đó giúp anh. Đông Phương Tuyết Ngưng cười nói. Vậy thì cảm ơn nhiều nhé, nhưng cô cũng phải cẩn thận, người này tuyệt đối không tầm thường. Trương Lăng Phong nhắc nhở. Đông Phương Tuyết Ngưng đáp một tiếng, sau đó cúp máy, sải bước ra khỏi sân bay. Cổng sân bay đã có ba người giúp việc của nhà họ Đông Phương đứng đợi cạnh một chiếc xe hạng sang. Nhìn chiếc xe hạng sang đó, trong mắt Đông Phương Tuyết Ngưng hiện lên vẻ lạnh nhạt. Mấy năm tu luyện này đã khiến cô ta trưởng thành lên nhiều, không còn bộc lộ rõ tài năng của mình như năm đó nữa, ngược lại đã có phần trầm tĩnh và bình ổn hơn. Đến tiệm đồ ngọc đường Vọng Vân, Sơn Thành. Chương 2488. Bước lên xe, Đông Phương Tuyết Ngưng bình thản nói. Lúc này người chạy đến Sơn Thành không chỉ có Đông Phương Tuyết Ngưng mà còn đám người nhà họ Ngô và nhà họ Quý. Vốn dĩ ông Quý định sắp xếp cho Quý Tuyết Nhi đến gặp Tiêu Chính Văn, nhưng sau khi suy xét cẩn thận, dù sao Quý Tuyết Nhi cũng chỉ là thế hệ con cháu, làm việc gì cũng khó tránh khỏi nôn nóng tức giận nên mới bảo quản gia nhà họ Quý đến Sơn Thành. Quản gia Quý, lẽ nào chúng ta phải tìm một người của thế hệ con cháu ở thế tục giả mạo Tiểu Thái Tông? Một người nhà họ Quý nhíu mày nói. Đừng nhìn bản thân hắn chỉ là cảnh giới thiên vương một sao mà lầm, thân là một thành viên của nhà họ Quý. Bẩm sinh đã có sự kiêu ngạo xem thường cả thế tục. Thế tục thì làm sao, chỉ cần có thể uy hiếp được Tiêu Tiểu thì có gì mà không được. Hơn nữa cậu năm vốn dĩ vì Hoa Quốc trong thế tục mới bị thương ở ngoài lãnh thổ. Chúng ta làm như thế cũng là vì tiếp nhận chí nguyện của cậu năm. Quản gia già tên là Quý Thiên Hà, là ông lão đã đi theo ông cụ nhà họ Quý được hàng trăm năm. Hơn nữa cụ ta cũng tận mắt chứng kiến cả quá trình nhà họ Quý từ vô danh tiểu tốt đến lúc lừng lẫy khắp thiên hạ. Không chỉ là danh vọng của nhà họ Quý cực cao, dù là lãnh đạo cấp cao của Long Kinh cũng vô cùng tôn trọng nhà họ Quý. Nhưng cậu năm được gọi là Tiểu Thái Tông mà, sao thực lực có thể đem ra so sánh với một người ở thế tục chứ? Đây chẳng phải đang làm ô nhục thanh danh của Tiểu Thái Tông sao? Người làm của nhà họ Quý đó cực kỳ bất mãn với chuyện này. Ô nhục, Quý Thiên Hà nhíu mày nói, có phải cậu nghe được tin đồn gì rồi không? Nói thật đi, bây giờ các nước trên thế giới đều ngầm sôi trào, rất có khả năng sẽ gây khó cho Hoa Quốc. Hiện giờ cao thủ Hoa Quốc chúng ta vẫn chưa quay về thế tục, nếu không có một hai cao thủ trấn giữ e là không giữ được Hoa Quốc. Để người dân Hoa Quốc không gặp nguy hiểm, nhà họ Quý chúng ta phải hy sinh như thế. Mặc dù mấy đại danh sơn đều không sợ. Nhưng dù sao Hoa Quốc vẫn có rất nhiều người dân sinh sống, một khi xảy ra chiến tranh, ai sẽ quan tâm đến sống chết của họ. Người khác có thể bàng quan nhìn nhưng nhà họ Quý chúng ta thì không, như ông cụ Quý đã nói, nhà họ Quý chúng ta đang mang trong mình dòng máu của Đường Vương, thế nên vinh nhục của Hoa Quốc có liên quan mật thiết đến nhà họ Quý. Nhưng tôi vẫn thấy Quý Thiên Hà xua tay nói, thôi đi, nếu gia chủ đã nói vậy thì cứ làm theo ý của gia chủ là được.
còn người kia có tư cách hay không vẫn phải quyết định lại. Hơn nữa, đến giờ, chuyện này cũng chỉ là chúng ta đơn phương tình nguyện, còn phải xem thái độ của người ta, bất cứ chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Hừ, điều này giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, ai mà bỏ qua. Người giúp việc nhà họ Quý khinh thường cười khẩy. Quý Thiên Hà cũng chỉ cười không nói gì, uy danh của Tiểu Thái Tông chói sáng cỡ nào, hiện giờ vô số cường giả ngoài lãnh thổ quay về, càng đưa uy danh của Tiểu Thái Tông đến thế tục. Ba chữ này không chỉ đại diện cho một người mà đại diện cho cả một thời đại, bất kỳ một ai cũng phải cúi đầu trước thực lực lớn mạnh này. Chương 2489. Chỉ cần đối phương chấp nhận thì có thể lấy được mọi thứ trong thế gian. Nửa tiếng sau, chiếc xe của nhà họ Quý dừng lại trước cửa hàng tiệm đồ ngọc Vi Nhan. Đẩy cửa xe ra, lúc nhìn thấy tiệm đồ ngọc, Quý Thiên Hà không khỏi nhíu mày. Không chỉ bên trong rất nhỏ mà ngay cả thiết bị trang trí bên trong cũng đều là những đồ vật giá rẻ. Mặc dù mọi thứ trước mắt không thể chứng minh được điều gì nhưng cũng phản ánh được khả năng trong thế tục của đối phương. Thấy Quý Thiên Hà nhíu chặt mày, người làm nhà họ Quý bên cạnh chế giễu nói, quản gia Quý, xem ra tên này sống cũng chẳng ra sao cả nhỉ. Hừ, Quý Thiên Hà hừ một tiếng, trừng mắt nhìn người kia, sau đó sải bước đi vào tiệm ngọc. Quý Thiên Hà sải bước tiến vào trong tiệm ngọc. Đưa mắt nhìn ra thì chỉ thấy mấy nhân viên đang thu dọn quầy hàng lộn xộn. Trần Hân và Chu Lâm Lâm bên cạnh thì đang tổng hợp các khoản mục. Chào ông muốn xem thử đồ ngọc của tiệm chúng tôi sao? Chu Lâm Lâm là người đầu tiên tiến tới, tươi cười lên tiếng. Tôi muốn tìm ông chủ của mấy người, Quý Thiên Hà trầm giọng nói. Chu Lâm Lâm quan sát Quý Thiên Hà mấy lượt, thấy thực lực của đối phương thâm sâu khó lường thì lập tức cảnh giác, cau mày nói, thưa ông, xin hỏi ông tìm ông chủ của chúng tôi để làm gì ạ? Cô gái, bảo ông chủ nhà mấy người mau ra đón tiếp quản gia Quý đi. Người giúp việc nhà họ Quý đứng bên cạnh cao ngạo lên tiếng. Nghe thấy ba chữ quản gia Quý, Chu Lâm Lâm bất chợt nhíu mày. Người nhà họ Quý, biểu cảm của Chu Lâm Lâm không khỏi thay đổi. Địa vị của nhà họ Quý ở Hoa Quốc hiện giờ có thể ví như mặt trời giữa buổi ban trưa. Hơn nữa chuyện đại chiến giữa Lý Thiên Bá và Thiên Đạo Minh Ước ở vùng ngoài lãnh thổ đã lan truyền khắp giới thế tục. Chiến lực như vậy, ngay cả năm đại danh sơn cũng phải ngước nhìn chứ đừng nói là thế gia võ thuật như nhà họ Chu. Được, giờ tôi sẽ đi báo cho ông chủ một tiếng, xin hai vị ngồi đợi ở đây một lát. Chu Lâm Lâm nói xong thì vội vàng ra hiệu cho hai nhân viên pha trà cho hai người Quý Thiên Hà. Sau đó lại nhanh chóng quay người ra sân sau đi tìm Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang điều chế bông hoa tử tiêu. Ông chủ, người nhà họ Quý ở Long Kinh chỉ đích danh muốn gặp anh. Chu Lâm Lâm không dám giấu giếm, vội vàng nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, bảo bọn họ cứ đợi trước đã. Chương 2490. Lúc này vừa khéo tới thời khắc mấu chốt, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không dám lơ là dù chỉ một chút. Chỉ lơ đễnh một chút thì bông hoa tử tiêu này sẽ coi như bỏ. Nghe thấy lời Tiêu Chính Văn nói, Chu Lâm Lâm không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Họ là nhà họ Quý ở Long Kinh đấy, lẽ nào Tiêu Chính Văn chưa nghe đến đại danh của họ sao? Ông chủ, họ là người nhà họ Quý ở Long Kinh đấy. Không thể để họ chờ lâu quá được đâu. Chu Lâm Lâm vội vàng giải thích. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói, dù là ai thì cũng bảo bọn họ đợi đi. Chu Lâm Lâm nghẹn họng, chỉ đành quay người trở lại tiền sảnh, truyền đạt lại những lời Tiêu Chính Văn vừa nói cho Quý Thiên Hà. Không đợi Quý Thiên Hà lên tiếng, người giúp việc nhà họ Quý bật cười lạnh lùng, nói, hừ, thật sự coi bản thân là nhân vật ghê gớm lắm à. Quý Thiên Hà khẽ ho một tiếng, nói, Quý Hải, đừng ăn nói linh tinh. Lùi xuống, nghe thấy lời trách mắng của Quý Thiên Hà, Quý Hải không cam tâm lùi sang một bên. Thật ra trong lòng Quý Thiên Hà cũng cực kỳ không thoải mái. Ban nãy bọn họ đã tự báo tên tuổi rồi, theo lý mà nói thì dù đối phương đang có chuyện quan trọng cỡ nào cũng phải lập tức chạy ra đón tiếp mới phải. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi, thẳng thừng mặc kệ bọn họ chờ trong đại sảnh. Nếu như lần này Quý Thiên Hà không phụng mệnh gia chủ bắt buộc phải hoàn thành việc này thì ông ta đã phất ống tay áo bỏ đi từ lâu rồi. Có thể tạo dựng quan hệ với nhà họ Quý là chuyện tốt mà biết bao thế gia võ thuật ở Hoa Quốc còn chẳng dám mơ tới.
Dù là năm đại danh sơn khi nghe thấy ba chữ nhà họ Quý cũng đều cung kính ra tận cửa đón tiếp. Không ngờ bản thân lại bị ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé khinh thường. Mãi một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chính Văn cất 5 viên phá cảnh đan đã điều chế xong vào trong bình sứ rồi mới thay quần áo, chậm rãi bước tới đại sảnh. Quý Thiên Hà quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, thấy đối phương ăn mặc bình thường tới mức không thể bình thường hơn, rõ ràng ngay cả chút khí thế của một võ giả cũng chẳng có thì không khỏi nhíu mày. Chỉ dựa vào phong thái này của Tiêu Chính Văn thì đã hoàn toàn không thể so sánh với Tiểu Thái Tông Lý Thiên Bá. Có lần nào Lý Thiên Bá xuất hiện mà không có khí thế bức người. Dù là Quý Thiên Hà thì cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức vô hình đó. Thế nhưng cậu thanh niên trước mắt, đừng nói là cảm giác áp bức, ngay cả khí thế nên có của võ giả cũng chẳng có nốt. Thấy Tiêu Chính Văn bước tới từ phía sân sau, Chu Lâm Lâm vội vàng tiến lên trước chỉ vào hai người Quý Thiên Hà, nhỏ tiếng thì thầm bên tai Tiêu Chính Văn mấy câu, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu rồi bước về phía Quý Thiên Hà. Không biết hai vị tìm tôi có việc gì? Tiêu Chính Văn đi tới phía trước sofa chào hỏi Quý Thiên Hà rồi ngồi xuống. Hành động này của anh lập tức khiến cho Quý Hải cảm thấy bất mãn. Chương 2491. Không đợi hắn lên tiếng mắng chửi Tiêu Chính Văn, Quý Thiên Hà đã cướp lời trước, cậu đây hẳn là cậu Tiêu đã giết chết Đàm Hồng trong đại hội võ lâm diễn ra vào mấy hôm trước nhỉ? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bình thản nói, không sai. Là cậu thì tốt, giờ có một cơ duyên rất lớn, hoặc đối với cậu mà nói thì là cơ hội chỉ tới một lần duy nhất trong đời. Quý Thiên Hà chậm rãi lên tiếng. Ồ, Tiêu Chính Văn không khỏi bật cười nhìn về phía Quý Thiên Hà, cơ duyên rất lớn, vậy thì tôi phải nghe cho thật kỹ rồi. Đối với Tiêu Chính Văn thì thật sự chẳng có cơ duyên gì đáng nói. Xét về trận pháp, Tiêu Chính Văn đã có trái tim rồng kim long. Xét về võ thống, chẳng có gì là không có bên trong Thiên Sơn thư lục của Tiêu Chính Văn. Xét về giá trị bản thân, vua Bắc Lương là chức vụ cao nhất ở Hoa Quốc. Còn cơ duyên gì có thể lọt được vào mắt Tiêu Chính Văn? Tôi nghĩ hẳn cậu cũng đã nghe nói tới đại danh của Tiểu Thái Tông rồi. Bây giờ, các nước đều ôm tham vọng với Hoa Quốc. Sau khi gia chủ thảo luận với giới chính trị thì mới quyết định để cậu cải trang thành Tiểu Thái Tông. Lấy tên tuổi và thân phận của cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đối với cậu mà nói tuyệt đối là một cơ duyên hiếm có. Mặc dù Quý Thiên Hà có giọng điệu rất bình ổn, thế nhưng bên trong lời nói vẫn mang theo mấy phần cao ngạo. Hơn nữa đối với Quý Thiên Hà, bất cứ ai cũng không thể từ chối ý tốt của nhà họ Quý, đặc biệt là những nhân vật nhỏ bé không có ai biết đến như Tiêu Chính Văn. Dù gì trước đây Tiêu Chính Văn đã từng kết thù với Thiên Sơn, sau khi giết Đàm Hồng thì Thiên Sơn tuyệt đối sẽ không để yên. Lựa chọn tốt nhất bày ra trước mặt Tiêu Chính Văn chính là xuất hiện với thân phận của Tiểu Thái Tông. Dù là Thiên Sơn khi biết thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn chính là Tiểu Thái Tông của nhà họ Quý thì cũng tuyệt đối không dám hành động tùy tiện. Còn về danh vọng và địa vị trong thế tục thì càng dễ như trở bàn tay. Trong mắt bất cứ ai, đây chính là cơ hội quá tốt một bước lên trời. Thậm chí không biết bao nhiêu thanh niên của Hoa Quốc đỏ mắt trông mong cơ hội này cũng còn chẳng được. Chỉ là sau khi Tiêu Chính Văn nghe Quý Thiên Hà nói vậy thì trong mắt chẳng có chút hào hứng và vui vẻ nào. Ngược lại chân mày còn nhíu chặt liếc nhìn Quý Thiên Hà. Thật ra khoảng thời gian này Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở ẩn, không chỉ là để chuyên tâm nghiên cứu Thiên Sơn thư lục mà còn để chuẩn bị cho cục diện sắp tới. Không phải Tiêu Chính Văn không có năng lực tranh đấu với các cường giả bây giờ mà là anh không muốn khoa trương quá mức. Nếu như giả danh Tiểu Thái Tông, vậy thì sau này Tiêu Chính Văn đừng mơ có được một phút giây an nhàn, sao có thể chuyên tâm nghiên cứu những điều bí ẩn trong Thiên Sơn thư lục được nữa. Và lại bây giờ Tiêu Chính Văn cũng chỉ mới dung hợp 3 trái tim rồng, 2 trái tim rồng còn lại vẫn chưa rõ đang ở nơi đâu. Một nửa trái tim rồng Hắc Long bên trong kim tự tháp không được hoàn chỉnh, một nửa trái tim Hắc Long còn lại vẫn cần phải điều tra tung tích. Chương 2492. Tiêu Chính Văn đâu còn tâm tư cải trang thành Tiểu Thái Tông gì đó nữa. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc này, mấy người vẫn nên mời người tài giỏi khác đi. Tiêu Chính Văn chẳng buồn nghĩ ngợi đã lên tiếng từ chối. Nếu như không phải nể tình Tiểu Thái Tông cũng đổ máu nơi xa trường vì Hoa Quốc thì Tiêu Chính Văn đã cho người tiễn khách từ lâu. Bây giờ vẫn có thể ngồi xuống thong thả nói chuyện với Quý Thiên Hà đã đủ nể mặt đối phương lắm rồi. Cậu nói cái gì? Quý Hải lập tức nổi điên,
Vốn dĩ hắn đã chẳng ưa gì Tiêu Chính Văn, bây giờ Tiêu Chính Văn lại dám cự tuyệt thẳng mặt ý tốt của nhà họ Quý bọn họ. Tôi nói xin mấy người mời người tài giỏi khác, tôi không có hứng thú với việc này. Tiêu Chính Văn nhắc lại lần nữa. Gặp nhiều kẻ ngạo mạn nhưng chưa thấy ai điên cuồng giống như cậu. Cậu có biết có thể lấy danh nghĩa của Tiểu Thái Tông tung hoành khắp thế gian là chuyện tốt bao nhiêu người mơ còn chẳng được hay không? Hơn nữa cậu có thể cậu mạo danh Tiểu Thái Tông là niềm vinh hạnh cho phần mộ tổ tiên nhà mấy người. Cậu, không đợi Quý Hải nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng đứng dậy nói, xin lỗi, tôi vẫn còn có việc phải làm, không thể tiếp mấy người được nữa, người đâu, tiễn khách. Thấy Tiêu Chính Văn thật sự đứng lên định rời đi, Quý Hải giận tím mặt, lập tức đứng phắt dậy. Không đợi hắn lên tiếng mắng chửi, Quý Thiên Hà đã vội vàng ngăn lại, cướp lời trước, chàng trai trẻ, đừng vội kích động, chỉ cần cậu đồng ý thì ở Hoa Quốc này cậu sẽ dưới một người mà trên cả vạn người đó. Ngoại trừ thiên tử ra thì bất cứ ai cũng phải khom lưng uốn gối trước cậu. Tôi biết trước đây cậu đã đắc tội với người của Thiên Sơn ở trong Đại hội Võ Lâm, chỉ cần cậu được bảo vệ bởi thân phận của Tiểu Thái Tông, đừng nói là Thiên Sơn, dù là năm đại danh Sơn thì chắc chắn cũng không dám làm gì cậu. Hơn nữa cậu nên biết rõ ba chữ Tiểu Thái Tông đại diện cho điều gì. Có thể nói, chỉ cần là thứ cậu có thể nghĩ tới thì cậu đều có thể đạt được bất cứ lúc nào. So với Quý Hải, Quý Thiên Hà ăn nói dễ nghe hơn nhiều. Thấy không ép buộc được thì bắt đầu dụ dỗ Tiêu Chính Văn. Thấy Quý Thiên Hà lần lượt kể ra từng lợi ích, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói, dù không mượn tên tuổi của Tiểu Thái Tông thì tôi cũng đã dưới một người trên vạn người rồi. Đối với tôi mà nói, tất cả danh lợi trên thế gian quan trọng lắm sao? Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người rời đi. Quan trọng lắm sao? Câu nói này giống như một cái tát rất kêu giáng thẳng lên trên mặt Quý Thiên Hà. Chương 2493. Tiêu Chính Văn nói không sai, chỉ dựa vào trận pháp tuyệt thế Đại Hắc Thiên, tiền tài, danh vọng, địa vị trên thế gian này, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì có thứ gì không có được dễ như trở bàn tay. Tên này rõ ràng đang điên cuồng tới cực điểm. Nếu như không phải xem trọng việc cậu biết sử dụng trận pháp Đại Hắc Thiên của nhà họ Quý chúng tôi thì làm gì có chuyện tới lượt cậu. Quý Hải chỉ vào bóng lưng của Tiêu Chính Văn, lớn tiếng gào lên. Thấy Quý Hải vẫn muốn chửi tiếp, Quý Thiên Hà giơ tay ra ngăn Quý Hải lại, nói, bỏ đi, nếu như người ta đã không chịu, chúng ta cũng không cần phải ép buộc, trở về cho gia chủ định đoạt thôi. Cuối cùng sau khi liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn, Quý Thiên Hà kìm nén ngọn lửa giận trong lồng ngực, nói. Nếu như không phải ông cụ nhà họ Quý đã căn dặn cẩn thận tuyệt đối không thể đắc tội với Tiêu Chính Văn thì Quý Thiên Hà đã không thể áp chế được lửa giận từ lâu rồi. Với thân phận của ông ta, đã lúc nào phải chịu đựng sự thờ ơ như thế chứ? Chu Lâm Lâm đứng bên cạnh thấy sắc mặt của hai người nhà họ Quý đầy vẻ giận dữ thì vội vàng tiến lên trước nói, hai vị, trong tiệm chúng tôi còn có trà bích loa xuân rất ngon. Có cần pha thêm cho hai người một ấm không? Chu Lâm Lâm vốn có ý tốt, thế nhưng Quý Thiên Hà lại hiểu là Chu Lâm Lâm đang muốn đuổi bọn họ đi. Hừ, vẫn nên giữ lại cho ông chủ tiệm mấy người tự thưởng thức đi, chúng ta đi. Nói xong, Quý Thiên Hà phất ống tay áo, quay người rời đi. Mà lúc này, bên trong sân bay Sơn Thành, Ngô Lân đang dẫn một đám người chậm rãi bước ra từ trong lối đi. Sau lưng hắn còn có mười mấy kẻ kiệt xuất trong lớp thanh niên của Hoa Quốc. Trong số đó, người có thực lực thấp nhất cũng ở cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao. Có vài người trong số đó đã ở trong tâm thế chuẩn bị đột phá lên cảnh giới Thiên Thần 1 sao. Lần này, Ngô Lân tới Sơn Thành có thể nói là đã sử dụng hết tất cả các mối quan hệ của bản thân, gọi hết toàn bộ những cao thủ đẳng cấp mà mình quen biết tới. Mục đích chính là để ra oai với Tiêu Chính Văn. Chỉ dựa vào thế lực sau lưng mấy người bọn họ cũng đã đủ để khiến đại đa số mọi người phải chấn động. Huống hồ bên trong còn có không ít đệ tử của năm đại danh Sơn. Dù là chủ tịch Tỉnh Xuyên khi thấy thế trận như vậy thì cũng phải tươi cười ra đón, tuyệt đối không dám chậm trễ chút nào. Đồng thời sự xuất hiện của bọn họ cũng thu hút vô số người xúm lại xem. Người đó chắc là Ngô Lân nhà họ Ngô nhỉ? Đúng, chính là anh ta, con rể quốc dân đó. Nếu như có thể gả cho anh ta thì tốt biết mấy. Mơ đấy à, bên cạnh người ta đã có bạn gái rồi. Nghe thấy những tiếng bàn tán về mình của mấy người xung quanh, trên mặt Ngô Lân không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 2494. Anh Ngô, chào anh.
Vào lúc Ngô Lân đang vô cùng đắc ý, một người thanh niên mặc vest cứ thế đi về phía Ngô Lân. Liếc nhìn cậu thanh niên khắp người toàn đồ hiệu và mấy tên vệ sĩ sau lưng, Ngô Lân khẽ nhíu mày. Anh Ngô, tôi là Thành Vĩ. Thành Vĩ cười nịnh nọt. Thành Vĩ, Ngô Lân nhíu mày nhớ lại hồi lâu, cũng không nhớ ra nổi thanh niên trước mặt rốt cuộc là ai. Trước đây khi ở Long Kinh chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Thành Vĩ vội vàng gợi nhớ giúp Ngô Lân. Ồ, là cậu à, mãi một lúc lâu sau, Ngô Lân mới nhớ ra Thành Vĩ này là ai. Ở Long Kinh, người nhà họ Thành quả thực đã từng tiếp đón mình. Hơn nữa nhà họ Thành cũng coi như có chút tên tuổi trong giới kinh doanh ở Long Kinh, khi đó hắn chỉ đi ngang qua Long Kinh, vừa hay gặp được người nhà họ Thành. Từ đó nhà họ Thành chủ động nịnh nọt hắn. Dù gì Thành Vĩ cũng chỉ là một kẻ bề dưới, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng còn chẳng có. Vậy nên ấn tượng của Ngô Lân về hắn không hề sâu sắc. Không ngờ lại có thể may mắn gặp được anh Ngô ở nơi nhỏ bé của Sơn Thành này, đúng là vinh hạnh ba đời nhà tôi. Mặc dù các mối quan hệ của Thành Vĩ rất rộng nhưng so với cậu chủ Ngô Lân của nhà họ Ngô thì vẫn còn kém xa. Dù sao bây giờ cũng là thời đại độc tôn võ thuật, nắm đấm của ai cứng hơn thì người đó càng có thể diện. Ừ, tôi chỉ tiện đường tới dạy dỗ một người mà thôi. Ngô Lân không hề giấu giếm, nói. Ồ, một nơi nhỏ bé như Sơn Thành mà cũng có người dám đắc tội với anh Ngô sao? Anh yên tâm, ngay cả chủ tịch tỉnh ở đây cũng phải nể mặt tôi vài phần, bất luận đối phương có bối cảnh thế nào thì tôi cũng chỉ cần nói một câu là xong ngay. Thành Vĩ vội vàng lên tiếng. Câu nói này không hề quá lời, với gia thế của Thành Vĩ, ở một nơi nhỏ bé như Sơn Thành quả thực có thể hô mưa gọi gió. Không cần đâu. Tên này ra tay đánh Thanh Thanh, vậy nên lần này tôi nhất định phải tự mình ra tay dạy cho hắn một bài học. Ngô Lân cao ngạo nói. Thành Vĩ gật đầu lia lịa, cười nói, vậy tôi cũng tiện đường đi theo anh Ngô qua đó xem, có lẽ còn có thể giúp đỡ chút gì đó cho anh. Nói xong, Thành Vĩ ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy tên vệ sĩ. Mấy tên vệ sĩ lập tức hiểu ý, đồng loạt rút điện thoại ra gọi đi. Ngô Lân chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một lần rồi sải bước tiến ra bên ngoài sân bay. Lúc này, Từ Thanh Thanh đã đợi trước lối ra sân bay từ lâu, thấy Ngô Lân xuất hiện, Từ Thanh Thanh vội vàng tiến lên đón. Cậu chủ Ngô, cuối cùng anh cũng tới. Chương 2495. Ừ, lần này anh tới đây chỉ để chút giận cho em thôi đấy, ngay cả người phụ nữ của Ngô Lân anh mà cũng dám đánh, anh thấy hắn không muốn sống nữa rồi. Lát nữa em muốn xử lý hắn thế nào thì sẽ xử lý như vậy. Ngô Lân vỗ ngực khẳng định chắc nịch. Nghe thấy lời này, gương mặt của Từ Thanh Thanh lập tức nở nụ cười. Hơn nữa còn liếc nhìn ra phía sau lưng Ngô Lân, thấy mười mấy người đi phía sau hắn đều rất cao quý, còn có cả thế hệ thanh niên con cưng của trời có quyền có thế trong giới võ thuật của Hoa Quốc thì trong lòng lập tức bừng bừng khí thế. Sau khi mấy người lên xe, một đoàn xe sang không ngừng nối đuôi đi theo phía sau. Đoàn xe nghênh ngang thậm chí còn khiến cho giao thông ở Sơn Thành trở nên tắc nghẽn. Không chỉ có mười mấy người mà Ngô Lân dẫn tới, ngay cả những nhân vật có máu mặt ở Sơn Thành cũng cùng tìm tới theo. Trên đường đi, Từ Thanh Thanh còn gọi điện thoại tới cho Trần Hân. Khi Trần Hân nghe nói Từ Thanh Thanh dẫn Ngô Lân và một đám các ông lớn tới tiệm ngọc, chuẩn bị gây phiền phức cho Tiêu Chính Văn thì sợ xanh mặt. Thanh Thanh, cậu tuyệt đối không thể làm bừa được đâu. Anh Tiêu không phải là người mà bọn cậu có thể chọc tới được. Thật ra Trần Hân vẫn còn nể tình xưa nghĩa cũ, không hy vọng Từ Thanh Thanh xảy ra chuyện. Thế nhưng lời khuyên ngăn của cô ta lọt vào trong tai Từ Thanh Thanh lại trở thành đang giải vây cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn tát cô ta một cái ngay trước mặt mọi người, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như thế. Hơn nữa bên phía bọn họ có thế trận như nào cơ chứ? Những người đứng sau lưng Ngô Lân. Có ai không phải chỉ cần dẫm chân là cả Long Kinh đều phải rúng động cơ chứ? Huống hồ còn có cả mấy ông lớn bên phía Sơn Thành cùng đi theo, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé, có tư cách gì để đấu lại với mấy người bọn họ? Hân Hân, cậu đang nói đùa với mình đấy à? Còn có cả người mà bọn mình không chọc tới nổi hay sao? Hừ, Từ Thanh Thanh bật cười lạnh lùng rồi thẳng thừng cúp máy. Nghe tiếng máy bận bên trong điện thoại. Trần Hân thật sự cuống lên, lại liên tiếp gọi thêm vài cuộc nữa, thế nhưng điện thoại của đối phương đã tắt máy luôn rồi.
Ngô Lân cũng nghe thấy rất rõ câu nói ban nãy của Trần Hân, hắn đưa một tay ra ôm lấy bả vai Từ Thanh Thanh, cười khẩy nói, cả Hoa Quốc này, thật sự chẳng có mấy người mà anh không thể đắc tội. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã nghênh ngang tiến tới con đường dẫn đến tiệm ngọc. Người đâu, phong tỏa cả con phố này lại cho tôi. Ngô Lân đẩy cửa bước xuống xe, gào mồm lên với đám người sau lưng. Chương 2496. Ngay khi hắn vừa dứt lời, những gã đàn ông vạm vỡ phía sau hắn và đám thuộc hạ đã lập tức phong tỏa cả một con đường lớn. Ngô Lân hung hăng bước tới, hắn vừa ôm lấy Từ Thanh Thanh trong lòng vừa đi về phía tiệm Ngọc Vi Nhan với vẻ mặt ngạo nghễ. Ở phía sau hắn, có hơn chục cao thủ cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Mặc dù trong đám người này chỉ có một mình Ngô Lân là đã bước tới cảnh giới thiên thần, nhưng thế trận bây giờ cũng đủ để dọa người. Toàn bộ khí thế của mọi người được bộc lộ hết mà không hề che đậy, vừa nãy trên bầu trời còn rất quang đãng, đột nhiên bị mây đen bao phủ dày đặc. Từng cơn gió lạnh thổi đến khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Những người qua đường đang dạo phố và chọn lựa đồ ngọc bích xung quanh ở các cửa hàng bán đồ cổ đều sợ hãi bỏ chạy rất xa. Mặc dù sau khi linh khí khôi phục, việc nhìn thấy cường giả cảnh giới thiên vương đã không còn là chuyện hiếm, nhưng việc tập hợp hàng chục cường giả trong nháy mắt như hôm nay lại rất hiếm gặp. Hơn nữa ai nấy đều đằng đằng sát khí với vẻ mặt hung tợn. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều những ông trùm sơn thành, vừa nhìn đã biết là người không dễ trêu chọc. Chỉ riêng khí tức của Ngô Lân, một cường giả cảnh giới thiên thần một sao cũng đủ khiến cho tất cả mọi người phải choáng ngợp đến không thể ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, nỗi sợ hãi đó là một cảm giác khuất phục xuất phát từ nội tâm. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra hôm nay sắp có chuyện lớn xảy ra ở con phố này. Chỉ thấy đám người Ngô Lân đang hùng hổ xông thẳng vào cửa tiệm Ngọc Bích Vi Nhan, không ít người dân đang vây xem cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột thay cho Tiêu Chính Văn. Chỉ nửa tiếng trước, vừa có người đến gây sự với tiệm Ngọc Vi Nhan. Lần này còn chưa đầy một tiếng đồng hồ, lại có thêm một đám người xông tới tiệm Ngọc Vi Nhan. Cũng không biết Tiêu Chính Văn đã đắc tội với người nào. Ôi trời, theo tôi thấy lần này gặp rắc rối thật rồi, lần trước, là người của chính phủ, lần này hình như là người của Võ Tông. Nhỏ tiếng thôi, ông không sợ bị người khác nghe thấy sao? Có gì mà không thể nói chứ, tôi thấy tiệm Ngọc Vi Nhan rất có khả năng sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Vài nhân viên phục vụ ở cửa hàng gần đó cũng đang thì thào bàn tán. Ngô Lân liếc nhìn những người đang nói chuyện. Tỏ vẻ giễu cợt, hắn không có hơi sức mà chấp nhặt với những người nhỏ bé kém hiểu biết. Mục đích mà hắn đến đây ngày hôm nay chính là để xử lý Tiêu Chính Văn. Hơn nữa để cho những người dám khiêu chiến người trong giới của bọn họ phải nhớ mãi ai mới là người đưa ra quy tắc trò chơi. Mà lúc này, nhân viên trong cửa hàng đã sớm truyền tin cho Tiêu Chính Văn. Thật ra cho dù những nhân viên không nói, thì Tiêu Chính Văn cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ của cường giả cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn đặt ly trà xuống, bước tới cửa nhìn đám đông ở phía xa. Chương 2497. Vẻ mặt của Chu Lâm Lâm và Trần Hân đột nhiên thay đổi. Đó là Ngô Lân của nhà họ Ngô đấy. Sao hắn lại tới đây? Chu Lâm Lâm hơi hoảng sợ nói. Ngô Lân là người không dễ chọc vào, hắn còn khó đối phó hơn so với Đàm Hồng. Hơn nữa thực lực cũng cao hơn Đàm Hồng. So với Chu Lâm Lâm thì Trần Hân bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng cô ta không biết gì nhiều về Tiêu Chính Văn, thế nhưng từ sắc mặt bình thản của Tiêu Chính Văn có thể thấy được, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không sợ những người này. Từ Thanh Thanh nắm lấy cánh tay của Ngô Lân, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn từ xa, trên mặt còn mang theo vẻ chế nhạo khinh thường. Trước đây tôi đã từng nói với anh mãi mãi không thể vào được giới của chúng tôi. Càng không nên đắc tội với người trong giới của chúng tôi. Thế nào, bây giờ sợ rồi chứ? Vẻ mặt Từ Thanh Thanh vô cùng vinh váo, cô ta hất cằm lên và lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn. Còn Ngô Lân đứng bên cạnh cô ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn đánh giá Tiêu Chính Văn một hồi, nhìn thấy đối phương chỉ là một người bình thường, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Người lúc trước đánh em chính là anh ta sao? Ngô Lân chỉ tay về phía Tiêu Chính Văn hỏi. Đúng. Chính là anh ta, hơn nữa, anh ta còn nói, cho dù anh có đến cũng không dám làm gì anh ta. Từ Thanh Thanh khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn đánh giá Tiêu Chính Văn và nói. Với bộ dạng nghèo kiết xác như mày, lại dám đắc tội với cô Từ. Sao mày không đi tiểu để soi lại mình đi,
cậu chủ Ngô dùng bừa một ngón tay cũng có thể bóp nát này thành mảnh vụn. Còn chưa đợi Ngô Lân lên tiếng, Thành Vĩ là người đầu tiên bước ra, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn rồi lạnh lùng chửi rủa. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Thành Vĩ như một tên hề, cũng không đáp lại. Tôi khuyên các anh, tốt hơn hết nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không đợi anh Tiêu nổi giận thì các anh muốn chạy cũng không kịp. Trần Hân tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Lân nói. Cái gì? Ngô Lân ngửa mặt bật cười như đang nghe được câu chuyện cười hài hước nhất trong đời. Hắn nói, người đẹp, cô có biết người đứng trước mặt cô là ai không? Đừng nói là Ngô Lân tôi, ngay cả những đàn em ở phía sau lưng tôi, có ai là người mà anh ta có thể đắc tội được sao? Vừa nói, Ngô Lân vừa cố ý đưa mắt nhìn về phía sau. Các anh không phải là đệ tử của các đại danh Sơn sao? Lý Tiểu Phi cũng là đệ tử của đại danh Sơn, kết quả thì sao? Tôi khuyên các anh, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không các anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Lý Tiểu Phi, Ngô Lân đã lập tức bật cười khi nghe thấy tên này. Một nhà họ Lý có thể so sánh được với nhà họ Ngô sao? Vả lại, Vân Kiếm Các Thiên Sơn chẳng qua là một học viện võ thuật được Thiên Sơn tạm thời thành lập ra nhằm thu hút nguồn tài chính của giới thế tục mà thôi. Chương 2498. Ngoài một vài nhân vật cốt lõi ra, những người khác đều không được coi là đệ tử của Thiên Sơn. Nhưng những người phía sau Ngô Lân lại khác, hầu hết trong số bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bước vào các đại danh Sơn và trở thành đệ tử trong môn phái. Sao Trần Hân có thể hiểu được sự chênh lệch này? Hừ, anh ta có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ từng học vài cú đá chân thôi sao? Mình không thể không thừa nhận rằng anh ta có chút thực lực, nhưng cũng phải xem là so sánh với ai chứ. Trần Hân, đã đến lúc này rồi cậu đừng tranh biện giúp anh ta nữa, hãy xem lại người đứng trước mặt cậu là ai. Có ai không phải là nhân tài kiệt xuất, bọn họ tượng trưng cho năm đại danh Sơn và thứ mà bọn họ đại diện là đấng tối cao trong giới kinh doanh của Hoa Quốc. Một ông chủ tiệm ngọc nho nhỏ lại dám trêu chọc họ. Cậu nói cho mình biết, anh ta dám ra tay với ai nào? Lý Tiểu Phi sao? Anh ta là cái thá gì? Hơn nữa, mình đã nói cho cậu biết từ trước rồi, các mối quan hệ rất quan trọng, dù bản lĩnh của cậu tài giỏi thì sao chứ? Cậu dám thách thức người trong giới của bọn mình sao? Từ Thanh Thanh vừa nói, vừa khinh thường liếc Tiêu Chính Văn. Dù trước đây Tiêu Chính Văn đã giết chết vệ sĩ mà Thiên Sơn phái đến nhà họ Lý, nhưng thế thì đã sao? Hôm nay, cô ta dựa vào Ngô Lân và hơn chục đệ tử tương lai trong môn phái của năm đại danh Sơn. Chỉ dựa vào thân phận và lai lịch của đám đông thì có ai dám ra tay với bọn họ? Tôi không tin, dù anh có lợi hại hơn thì có thể dựa vào sức của một mình để đối đầu với cả võ tông được sao? Nể mặt Hân Hân, tôi sẽ cho anh một cơ hội quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cả nhà anh sống không bằng chết. Từ Thanh Thanh hét lên với Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Ngô Lân cười khẩy, rồi hờ hững nói, nếu cô ấy bảo anh quỳ thì quỳ đi. Tôi không muốn giết anh, với thực lực cảnh giới thiên thần của tôi, giết một người bình thường sẽ làm vấy bẩn bàn tay của tôi. Nhưng hắn chưa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên phía sau hắn. Nhà họ Ngô ghê gớm lắm sao? Đệ tử trong môn phái của năm đại danh Sơn đặc biệt giỏi hơn người à? Đám chó mèo các người cao ngạo như thế từ bao giờ vậy? Giọng nói vừa dứt, một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt Ngô Lân. Người đi đến trong một bộ váy dài trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống thắt lưng, nhưng trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đó lại mang theo vẻ giận dữ. Thời điểm Tiêu Chính Văn đi ra khỏi tiệm ngọc, Đông Phương Tuyết Ngưng đã nhận ra Tiêu Chính Văn. Không biết đã bao nhiêu lần, cô ta đã từng nghĩ đến việc phải dồn người đàn ông này vào chỗ chết. Nhưng sau vài năm kinh nghiệm, nhất là khi linh khí trở về và quốc vận của Hoa Quốc trở nên thịnh vượng, cô ta càng cảm nhận được sự vĩ đại của người đàn ông này. Từ đó, những ân oán riêng của mọi người cũng dần dần bị cô ta xem nhẹ. Đặc biệt là cuộc chiến với cường giả ngoài vùng lãnh thổ, Tiêu Chính Văn không những bảo vệ được thể diện cho Hoa Quốc mà còn bảo vệ được người dân của cả Hoa Quốc. Chương 2499. Trong này, dĩ nhiên cũng bao gồm nhà họ Đông Phương. Cho đến lúc này, cô ta mới hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại quyết giết cho bằng được, tại sao lại không hề nương tay với những kẻ xấu đó. Cũng chính thời khắc này, cô ta mới thực sự công nhận Tiêu Chính Văn. Nếu không có anh thì đâu ra nhà họ Ngô và năm đại danh Sơn.
mà bây giờ, hạng người xấu như Ngô Lân lại dám vô lễ với Tiêu Chính Văn. Nghe được tiếng của trách phía sau, Ngô Lân không khỏi xoay đầu liếc nhìn, khi hắn thấy rõ người đến là Đông Phương Tuyết Ngưng, tay chân hắn nhất thời luống cuống cả lên. Cô Đông Phương, cô không phải đang ở Âu Lục sao? Ngô Lân sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nói năng ấp a ấp úng. Bốp, Đông Phương Tuyết Ngưng chẳng thèm phí lời, tát thẳng một bạt tay vào mặt Ngô Lân bị đánh ngã sóng xoài xuống đất. Ôi, nhìn thấy cảnh tượng này, những người mà Ngô Lân dẫn đến đều sợ tới há mồm trợn mắt. Bọn họ nhận ra Ngô Lân, càng biết tới Đông Phương Tuyết Ngưng. Từ thời xa xưa, bốn gia tộc lớn đã chiếm giữ trung tâm quyền lực của Hoa Quốc. Không phải bốn gia tộc lớn kiểm soát toàn bộ cả Hoa Quốc. Nhưng từ sau khi linh khí khôi phục, bốn gia tộc lớn gần như đều suy tàn, chỉ có gia tộc Đông Phương là từ từ trỗi dậy. Còn xuất hiện một cao thủ ở cảnh giới thiên thần như Đông Phương Tuyết Ngưng, đánh bại ba nhân tài mới nổi của Âu Lục. Thật sự trong võ tông Hoa Quốc, nếu so sánh về địa vị thì có thêm 10 Ngô Lân cũng không đấu lại Đông Phương Tuyết Ngưng. Lúc này, Ngô Lân ôm lấy bên má sưng tấy, vừa mới đứng dậy, Đông Phương Tuyết Ngưng lại giáng thêm một cái tát lên trên mặt. Bốp, chỉ là lần này không có tiếng giòn tan như khi trước mà là một âm thanh giống như tiếng sấm rền. Mọi người nhìn lên gương mặt của Ngô Lân, lúc này đã bị đánh biến dạng méo mó. Gần như lớp da bên nửa gương mặt kia đều bị xé toạc, máu tươi không ngừng chảy xuống. Cô chủ Đông Phương, cô đang có ý gì đây? Ngô Lân điên tiết. Mặc dù nhà họ Ngô không bằng nhà họ Đông Phương, nhưng bây giờ cũng là một trong số những thế gia lớn. Bản thân Ngô Lân cũng là cao thủ ở cảnh giới thiên thần một sao. Mặc dù chưa chắc là đối thủ của Đông Phương Tuyết Ngưng, nhưng bị một cô gái tát vào mặt ngay trước đám đông thì thể diện của Ngô Lân còn đâu nữa. Chỉ là hắn vừa dứt lời, đáp lại hắn lại là một cú đá vô tình của Đông Phương Tuyết Ngưng. Bộp! Chương 2500. Cơ thể của Ngô Lân bị đá bay thẳng ra ngoài. Mọi người nhìn Ngô Lân bay lên trên cao mấy chục mét rồi lại nặng nề rớt xuống đất, ai ai cũng sợ tới độ mặt cắt không còn giọt máu, căn bản không một ai dám tiến lên khuyên can. Dầm, cơ thể của Ngô Lân rơi xuống mặt đất và tạo ra một cái hố lớn hình người. Không đợi hắn bò lên từ trên mặt đất, Đông Phương Tuyết Ngưng đã giơ chân lên đạp xuống mặt hắn. Khụ, Ngô Lân liên tiếp chịu đòn, cứ thế phun ra một ngụm máu tươi. Có nói thế nào thì hắn cũng là người trụ cột tương lai của nhà họ Ngô, hơn nữa còn được năm đại danh sơn chú ý tới. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành trò giỏi của một thủ lĩnh danh sơn nào đó. Kết quả lại bị một cô gái đánh tơi bời, còn bị người ta đạp lên mặt ngay trước mắt nhiều người như vậy. Đông Phương Tuyết Ngưng, cô, không đợi hắn nói hết câu, Đông Phương Tuyết Ngưng lại giơ chân đạp xuống. Chỉ là lần này, khí thế khắp người Đông Phương Tuyết Ngưng được bộc lộ hết. Áp lực của cường giả cảnh giới thiên thần khủng bố như nước thủy triều cứ thế trào dâng. Đám người sau lưng Ngô Lân đều bị áp lực này chèn ép đến mức quỳ thẳng xuống đất. Phụp, chỉ thấy một tia sáng sắc lẹm lóe ra từ phía lòng bàn tay của Đông Phương Tuyết Ngưng rồi xuyên thẳng qua bả vai Ngô Lân. Ngay tức thì, máu Ngô Lân chảy không ngừng, kêu gào thảm thiết. Trong đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Tuyết Ngưng ẩn hiện một tia sát khí, lạnh lùng nói, Ngô Lân, lẽ nào anh vẫn muốn dùng thế lực của nhà họ Ngô để áp chế tôi sao? Chưa nói tới chuyện ở trước mặt anh tiêu anh còn chẳng bằng một hạt cát. Ở trước mặt tôi, giết anh cũng dễ dàng như giết một con chó mà thôi. Đông Phương Tuyết Ngưng lúc này đâu còn chút hiểu điệu thục nữ nào nữa. Sát khí nồng đậm đó khiến cho mấy người từ Thanh Thanh sững sờ tại chỗ. Đôi mắt xinh đẹp giống như lóe ra hai mũi tên sắc lẹm, nhìn lướt qua mặt mỗi người trong số họ giống như đang nhìn người chết. Cơn giận của thiên thần quá mức khủng khiếp, lúc này, sau khi linh khí được khôi phục, người dựa vào đan dược mới có thể đột phá lên cảnh giới thiên vương năm sao mới thực sự hiểu được hàm ý của câu nói này. Mặc dù Đông Phương Tuyết Ngưng cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên thần sau khi linh khí khôi phục. Nhưng hoàn cảnh của cô ta không giống họ, hoàn toàn đều dựa vào năng lực và sự lĩnh hội của bản thân để đột phá khỏi những ràng buộc của cảnh giới thiên thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.